Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 84. Hoàng thành Đại Chu. Là hoàng thành của Đại Chu, tòa thành này đương nhiên vô cùng nguy nga tráng lệ, diện tích gần trăm vạn dặm, thành cao gần vạn trượng, tường thành cao tận mây xanh, như ẩn như hiện, tựa như tòa tiên thành. Mà trên không trung của thành Đại Chu còn lơ lửng vô số long khí màu tím đỏ. Cả tòa thành, địa bàn đại địa gắn liền với thiên tâm. Phía dưới, xung quanh hoàng thành Đại Chu có mấy chục vạn cửa thành, trong đó khí phách nhất đương nhiên vẫn là cửa chính của hoàng thành. Cửa này rộng gần vạn trượng, không như các cửa khác, cửa này đóng kín quanh năm, luôn có quân cận vệ hoàng thất của Đại Chu đứng gác. Cửa Khải Hoàn. Tương truyền, cửa này được thủy tổ của hoàng tộc Đại Chu đích thân đặt tên, không phải người có công lớn thì không được vào từ cửa này. Kể từ khi Đại Chu thành lập, cửa này mới chỉ được mở hai lần. Bên ngoài hoàng thành có một nhóm người đang hùng hổ khí thế đi tới. Người đứng đầu chính là Chu Phản. Phía sau cô ta là hai lão tả hữu cùng các quân cận vệ, đương nhiên người đàn ông áo đen cũng ở đó. Sau khi nhìn thấy sự nguy nga tráng lệ của hoàng thành Đại Chu, người đàn ông áo đen thật sự bị sốc, ông ta cũng được coi là người từng trải, nhưng chưa bao giờ thấy tòa thành nào tráng lệ thế này. Trên mặt Chu Phản nở nụ cười nhẹ, nhưng hai lão tả hữu bên cạnh cô ta lại có vẻ mặt nặng nề, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng. Đương nhiên nhóm Chu Phản không đi cửa Khải Hoàn mà đi từ một cánh cửa nhỏ bên cạnh, tuy cửa này cũng rộng nhưng còn kém xa cửa Khải Hoàn. Bên cạnh cánh cửa nhỏ đó có một người đàn ông trẻ, người này mặc trường bào màu vàng nhạt, trên người khó giấu được khí chất cao quý, đằng sau gã là một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu xanh nhạt, tay trái ông ta cầm tràng hạt, mắt hơi nhắm lại, thầm nhẩm niệm bài kinh văn nào đó. Chu Phản còn chưa đi tới cửa thành đã thấy người đàn ông mặc trường bào vàng nhạt đó vẫy tay, cười gọi cửu muội. Nhìn thấy người mặc trường bào vàng nhạt này, hai lão tả hữu lập tức sầm mặt. Tứ hoàng tử Chu Đế. Vị tứ hoàng tử này cũng là một trong những người tranh ngôi hoàng vị, cũng là người Chu Phản khó đối phó nhất, bởi vì mẫu tộc của hai người là kẻ thù không đội trời chung nên tuy hai người là huynh muội, nhưng chẳng có chút tình cảm nào, cứ có cơ hội là sẽ chiến đấu ngươi chết ta sống. Mà đối với sự tranh đấu này, hoàng tộc lại rất thích được thấy. Nếu đến chiến đấu kiểu này cũng không thắng thì làm sao đảm nhận được trách nhiệm lớn. Phải biết rằng con đường đại đạo tàn khốc hơn con đường tranh hoàng vị nhỏ bé này nhiều. Hoàng thất Đại Chu không sợ chiến đấu tàn ác ảnh hưởng tới nền tảng của hoàng thất, chỉ cần mấy nhân vật cốt cán phía trên còn ở đó thì thế hệ trẻ tuổi này sẽ chẳng làm gì được nền tảng của hoàng thất Đại Chu. Nhìn thấy người đó, Chu Phản khẽ cười, tứ ca, ta biết ngay chắc chắn huynh sẽ ở đây chờ ta. Chu Đế cười, cửu muội, lần này ca ca tới không phải để cười nhạo muội, lần này ca ca tới đây chờ là vì tò mò, rốt cuộc người nào có thể khiến muội dùng tổ tiên để che chở như thế. Nói đến đây, gã chợt nhìn người đàn ông áo đen đằng sau Chu Phản, bật cười thành tiếng, không phải là ông ta đấy chứ. Người này thì yếu quá đấy. Người đàn ông áo đen nổi trận lôi đình nhưng không ra tay, ông ta không ngốc, ở đây, ông ta vẫn cần phải khiêm tốn một chút. Dù sao lão hòa thượng kia cũng rất khó dò. Chu Phản cười bảo, tứ ca, lát nữa phải xem huynh và nhị ca rồi. Nói xong cô ta đi về phía xa. Chu Đế vội đi theo bên cạnh Chu Phản, cười nói tiếp, cửu muội, muội đừng chơi bài lấy lui làm tiến này nữa. Đừng nói ta không tin muội sẽ rút lui khỏi cuộc tranh giành ngôi vị mà nhị ca cũng sẽ không tin đâu. Muội nói cho ca ca nghe đi, rốt cuộc thanh niên kiếm tu tên Diệp Quân đó là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho cửu muội không tiếc dùng tiên tổ để che chở như thế, hơn nữa còn thay mặt cho Đại Chu ta giao chiến cùng ác đạo minh nữa. Cửu muội, không phải ca ca nói muội đâu, nhưng việc làm này của muội rất nghiêm trọng đấy. Chu Phản không ngạc nhiên khi nghe nói Chu Đế biết Diệp Quân. Nếu đến chút năng lực này Chu Đế cũng không có thì còn tranh ngôi vị cái gì nữa. Chu Đế chợt cười khẽ, cửu muội, không phải muội động lòng rồi đấy chứ. Đừng trách ca ca không nhắc nhở muội, nếu muội rung động thì cũng không thể tìm người bình thường được, phải biết rằng mẫu tộc của muội và những thế lực đứng sau ủng hộ muội sẽ không cho phép muội tìm một tu sĩ bần hàn đâu. Chu Phản quay đầu nhìn Chu Đế, sau đó nghiêm túc nói, thế lực nhà hắn rất mạnh. Còn mạnh hơn hoàng tộc Đại Chu của chúng ta rất nhiều. Nói xong cô ta đi tiếp về phía xa. Chu Đế hơi sững sờ, sau đó cười bảo, cửu muội, bây giờ muội học được cách nói đùa rồi đấy à?
sau đó gã lại đuổi theo. Chu Đế nói, cửu muội, đừng trách tứ ca không nhắc nhở muội, lần này trưởng lão Cát rất tức giận trước việc muội thay mặt đại chu tuyên chiến với ác đạo minh. Nếu muội không có kế sách đối phó hay, e là sẽ rất khó chịu đấy. Chu Phạn nhìn Chu Đế, cười nói, cảm ơn tứ ca đã nhắc nhở, nếu ta không được thì ta sẽ đầu hàng nhị ca, cùng nhị ca đánh huynh. Vẻ mặt Chu Đế cứng đờ. Lúc này, đằng xa lại xuất hiện một người đàn ông khác, người này ăn mặc rất chỉnh tề nho nhã, nhìn khá nhã nhặn lịch sự. Nhị hoàng tử Chu Mục. Nhìn thấy Chu Phạn, Chu Mục gật nhẹ đầu, về rồi đấy à? Chu Phạn gật đầu. Chu Mục nhẹ nhàng nói, chuyện lần này hơi nghiêm trọng, các ngôn quan đều đang luận tội, tuy ta đỡ cho muội một chút nhưng cũng không có tác dụng nhiều, hơn nữa ta vừa mới biết ác đạo minh đã phái người tới, hiển nhiên là bọn chúng sẽ không chịu từ bỏ. Nhưng muội yên tâm, không nói đâu xa, nhị ca nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn. Giả dối. Chu Đế nhảy ra, cười bảo, nhị ca, huynh đúng là giả tạo. Bây giờ thấy cửu muội không có hy vọng giành được ngôi vị thì huynh bắt đầu lôi kéo muội ấy, theo ta được biết, bây giờ huynh đã bắt đầu lôi kéo Lý tộc và Vương tộc đằng sau cửu muội rồi đúng không? Chu Mục cũng không giải thích nhiều, gã cười nhẹ, các trưởng lão đều đang đợi muội đấy, vào Thái Thủy Điện trước đi. Chu Phạn gật đầu, không nói gì nữa đi tiếp về phía trước. Mà những người còn lại thì dừng ở bên ngoài. Chu Đế nhìn Chu Phạn đang đi xa, huynh nói xem muội ấy có thể đổi đời không. Chu Mục không quan tâm tới Chu Đế, gã nhìn về nơi xa, im lặng suy nghĩ. Chu Đế quay đầu nhìn Chu Mục, cười bảo, muội ấy muốn đổi đời thì phải xem thanh niên kiếm tu mà muội ấy giúp có đủ quan trọng hay không. Nhưng dù kiếm tu đó cũng đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 4 thì cũng không có ích mấy, trừ khi hắn là văn minh chi chủ của vũ trụ nền văn minh cấp 4 đó. Chu Mục chợt nói, ác đạo minh sẽ không dừng lại, phải nghĩ cách bảo vệ cửu muội. Chu Đế khinh thường bảo, huynh đúng là đạo đức giả. Chu Mục không giận, chỉ cười trừ. Trong điện, Chu Phạn vừa bước vào, một ánh mắt sắc như kiếm đã bất ngờ bắn tới. Chu Phạn nhìn theo ánh mắt đó thì thấy chính là ác bà. Ác bà hung tợn nhìn cô ta, trong mắt không che giấu sát ý. Mà bên cạnh ác bà là một ông lão mặc trường bào đỏ sẫm rộng rãi, hai mắt hơi nhắm lại. Chu Phạn phớt lờ ác bà, chậm rãi đi tới trung tâm đại điện. Đại điện rất rộng lớn, xung quanh có mấy chục cường giả, đều là trưởng lão của Đại Chu, bởi vì hiện giờ ngôi vị hoàng đế đang để trống nên mọi chuyện của nước Đại Chu đều do nhóm trưởng lão giải quyết. Đứng đầu nhóm trưởng lão là nhóm trưởng Tiêu Thù. Tiêu Thù nhìn chằm chằm Chu Phạn, người tự ý dùng tiên tổ tí hộ, còn tự ý hay mặt cho Đại Chu tuyên chiến với người khác, người đã biết tội chưa? Chu Phạn còn chưa kịp lên tiếng, một người đàn ông trung niên đã bước ra cười bảo, Thù trưởng lão, nhà đầu này dùng tiên tổ tí hộ để tự bảo vệ thì có gì sai? Chẳng lẽ nàng bị người khác ức hiếp cũng không được dùng tiên tổ tí hộ sao? Người lên tiếng đương nhiên là người bên phía Chu Phạn. Chu Phạn nhìn người đàn ông trung niên đó, trong lòng cảm thấy ấm áp, lúc này vẫn còn có người chịu đứng ra nói giúp cho cô ta đúng là rất hiếm. Tiêu Thù nhìn người đàn ông trung niên đó, Mặc trưởng lão, theo như ta được biết, nàng dùng tiên tổ tí hộ không phải để tự cứu mình mà là cứu người đó. Mặc trưởng lão chợt lên tiếng ngắt lời Tiêu Thù, với người ngoài, phải đoàn kết một lòng. Tiêu trưởng lão, người đã quên điều dạy dỗ này trong tổ huấn hoàng tộc Đại Chu ta rồi à? Tiêu Thù cau mày. Mặc trưởng lão nở nụ cười, đương nhiên nếu Thù tộc trưởng sợ người ngoài thì cứ giết Tiểu Phạn ở đây để dập tắt lửa giận của người khác. Trong điện, các trưởng lão khác đều nhíu mày. Họ chia thành các phe khác nhau, nhưng nói chung đều là người Đại Chu, nếu lúc này để ác đạo minh bớt giận mà giết Chu Phạn thì họ sẽ bị con dân Đại Chu phỉ nhỏ. Đây là sự sỉ nhục. Mà đúng lúc này, ông lão vẫn luôn ngồi cạnh ác bà chợt mở mắt. Như vậy xem ra tuyên chiến với ác đạo minh ta không chỉ là ý của tiểu cô nương này, mà là ý của cả Đại Chu. Nếu vậy thì hai bên chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian ở đây thêm nữa. Nói xong, đột nhiên, cả Đại Chu đều rung chuyển, vô số ác niệm không biết từ đâu tuôn ra, sau đó từng luôn thiên uy đáng sợ lan ra từ khắp đất trời. Cả Đại Chu đều chấn động. Vũ trụ kiếp. Trong đại điện, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thế mà ác đạo minh lại khống chế ác đạo, giáng vũ trụ kiếp xuống Đại Chu trước hạn.
trực tiếp khai chiến. Sự cường thế của ác đạo minh khiến mọi người trong điện đều hơi bất ngờ, cũng có phần trở tay không kịp. Ông lão áo bào đỏ sậm hờ hững nhìn mọi người trong điện, sau đó dẫn ác bà quay người rời đi. Nhưng lúc này một tiếng rồng ngâm vang lên trong khắp đại chu, sau đó một luồng long khí vô hình bao phủ khắp đại chu, mà khi long khí ấy bao phủ, mọi thiên uy và kiếp đều bị trấn áp. Trong điện, ông lão trường bào đỏ sậm dừng lại, hơi nhíu mày. Bên cạnh ông ta, vẻ mặt ác bà dần trở nên nặng nề, thực lực của người ra tay rất kinh người, thực lực của đại chu không thể xem thường. Mà các trưởng lão trong điện đều cung kính hành lễ. Hoàng đế đại chu đã ra tay. Lúc này một giọng nói vang lên trong điện, tước mọi chức vụ của chu phản, phế bỏ thân phận hoàng nữ, biếm xuống làm thứ dân, canh gác hoàng lăng của đại chu 10 năm, 10 năm sau trục xuất khỏi đại chu, tự sinh tự diệt. Một lời đã định. Trong điện, các trưởng lão đều im lặng không nói gì, nếu hoàng đế bệ hạ đã lên tiếng thì đương nhiên họ không dám nói nhiều nữa. Chu Phản quay người lại cúi đầu thật sâu, không nói gì, vẻ mặt nàng ta bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Trong điện, tất cả trưởng lão đều nhìn ông lão mặc trường bào màu đỏ sậm và ác bà. Đây là thái độ của đại chu. Nếu ác đạo minh thật sự không chấp nhận thì chỉ có thể chiến đấu thôi. Ông lão mặc trường bào màu đỏ sậm trầm ngâm hồi lâu mới nói, được. Sau đó ông ta bỏ đi cùng ác bà. Trong điện, mọi người đều thở phào một hơi. Đã tránh được một trận chiến lớn. Đương nhiên họ vẫn còn e ngại ác đạo minh, đây là một thế lực vô cùng thần bí và có thực lực, chỉ vì chút chuyện này mà huyết chiến với đối phương thì không đáng. Các trưởng lão rời đi, chỉ còn lại Chu Phản và Mặc trưởng lão. Mặc trưởng lão bước chậm rãi tới trước mặt Chu Phản, khẽ thở dài, nhà đầu, ta thật sự hơi khó hiểu việc làm lần này của con đã biết rõ ác đạo minh không đơn giản mà vẫn làm như vậy, con. Nói đến đây, lão ta lại thở dài. Chu Phản hơi cúi đầu, không nói gì. Mặc trưởng lão do dự một chút rồi hỏi, thanh niên đó có lai lịch gì? Con nói rõ cho Mặc thúc đi. Chu Phản nói nhỏ, con không biết. Mặc trưởng lão sửng sốt, con cũng không biết. Chu Phản gật đầu. Mặc trưởng lão tức giận, con không biết hắn có lai lịch gì mà lại dùng tổ tiên để che chở cho hắn. Con không biết hắn có lai lịch gì mà lại hy sinh tương lai tươi sáng của mình. Con có biết lúc này cha mẹ con đã sắp tức điên rồi không? Chu Phản nói, Mặc thúc giúp con khuyên họ đi. Khuyên cái con khỉ. Mặc trưởng lão lườm Chu Phản, ta cũng sắp bị con làm cho tức chết rồi. Nói rồi lão ta lại thở dài bảo, bệ hạ tranh thủ cho con 10 năm, thời gian 10 năm vừa vặn là thời gian tranh giành hoàng vị, đến lúc đó nếu con có thể đổi đời đương nhiên là tốt, nhưng nếu không thể con sẽ chẳng còn giá trị gì với đại chu nữa, con hiểu không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Phản khẽ gật đầu, con hiểu. Trong mắt Mặc trưởng lão hiện lên vẻ phức tạp, đi đi. Chu Phản cúi đầu thật sâu trước Mặc trưởng lão. Sau đó quay người rời đi. Mặc trưởng lão thở dài, trong mắt đầy thương tiếc, sau đó ông biến mất. Sau khi Chu Phản đi ra, Chu Mục và Chu Đế lập tức tiến tới, Chu Phản cười khẽ, sau này mong hai vị ca ca ra tay nương tình. Chu Mục gật đầu, yên tâm. Chu Đế cười lớn, không nói gì. Chu Phản không nói gì nữa, quay người rời đi. Chu Đế nhìn Chu Phản đi xa, nụ cười dần biến mất. Mẫu tộc của gã và mẫu tộc của Chu Phản là tử thù, lần này Chu Phản đã hết hy vọng, đương nhiên gã sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đấu tranh hoàng tộc là như vậy, người không đánh chết đối phương, một khi đối phương hồi phục thì sẽ có vô vàn rắc rối. Dù sao mạch của Chu Phản không chỉ là Chu Mạch, chỉ là đời này Chu Phản vô cùng xuất sắc mà thôi, nhưng bây giờ Chu Phản đã bị biếm, chính là thời điểm tốt nhất để loại trừ nhánh của họ. Chu Đế chợt quay đầu nhìn về phía Chu Mục bên cạnh, đừng hòng lôi kéo nàng sẽ không khuất phục huynh đâu. Chu Mục bình tĩnh nói, phải có lòng khoan dung. Chu Đế mỉa mai, giả tạo, huynh không giết chết nàng thì cũng không còn xung đột lợi ích với nàng nữa. Hơn nữa huynh biết ta chắc chắn sẽ không tha cho nàng, vì thế huynh định ngư ông đắc lợi chứ gì. Chu Mục chỉ cười không nói, quay người rời đi. Sắc mặt Chu Đế âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Ở nơi khác, ác bà và ông lão mặc trường bào màu đỏ sậm đứng trong tinh không cúi nhìn hoàng thành đại chu, sắc mặt ác bà vô cùng âm trầm.
Đương nhiên bà ta không hài lòng với kết quả lần này, bà ta muốn tự tay giết chết con khốn đó. Ác bà càng nghĩ càng không vui, vì thế nói, Việt Tôn, sao ác đạo minh phải sợ Đại Chu? Trực tiếp điều người tới tiêu diệt luôn chẳng phải xong chuyện sao? Việt Tôn khẽ lắc đầu, Hoàng đế Đại Chu không đơn giản, Thủy Tổ Đại Chu càng không đơn giản, bây giờ không thích hợp xung đột với họ, mục đích hàng đầu của chúng ta là giải quyết được chân thần của chân vũ trụ trước. Chân thần. Ác bà cau mày, Việt Tôn, thực lực của chân thần đó rốt cuộc đã tới mức độ nào? Việt Tôn lắc đầu, không biết. Ác bà hơi khó hiểu, nàng ta cũng chỉ là cảnh giới khai đạo. Việt Tôn sửa lại, nàng ta là khai đạo với nhân tính áp chế thần tính, khai đạo này không phải khai đạo bình thường có thể so sánh. Nhân tính. 10 phần nhân tính, rác rưởi. 10 phần thần tính, rất mạnh. Sau thần tính có thể khôi phục nhân tính, đồng thời dùng nhân tính áp chế thần tính, đó lại vô cùng đáng sợ. Mà vị chân thần đó vừa hay chính là dùng nhân tính để áp chế thần tính. Vì vậy dù thực lực của ác đạo ở Vân Tàng hiện giờ đã tới mức vô cùng đáng sợ cũng vẫn bị áp chế. Đương nhiên nếu ác đạo có thể thôn tín thiện đạo của chân vũ trụ thì chắc chắn thực lực sẽ lại tăng lên, đạt tới một tầm cao mới. Như nghĩ tới điều gì, Việt Tôn chợt bảo, thanh niên kiếm tu lúc trước có liên quan đến chân thần à? Ác bà gật đầu, đúng. Việt Tôn nói, nghĩ cách tìm được hắn, tốt nhất là bắt sống. Ác bà khẽ gật đầu, người của chúng đã đi tìm hắn rồi. Việt Tôn gật đầu, ông ta lại nhìn Hoàng Thành Đại Chu bên dưới rồi bảo, sau khi giải quyết xong chân vũ trụ sẽ tới tính sổ với bọn họ. Nói xong ông ta quay người rời đi. Ác bà hung ác nhìn Hoàng Thành Đại Chu bên dưới, sau đó cũng xoay người rời đi. Trong tiểu tháp, trước mặt Diệp Quân lúc này, cây non đã thành cây cổ thụ cao gần vạn trượng, cành cây vươn ra gần nghìn trượng, vô cùng to lớn. Mà xung quanh cái cây còn có một số loại hoa, hoa hồng, hoa cúc, vô cùng lộng lẫy. Diệp Quân đi đến cạnh cây đó, hắn dùng tay phải vuốt ve thân cây, thoáng chốc một luồng sức mạnh bí ẩn dọc theo cánh tay truyền vào cơ thể hắn. Lúc này hắn cảm giác cơ thể đang ở trong nước, nhẹ nhàng bồng bềnh, tứ chi bách hài đều vô cùng thoải mái. Diệp Quân rút tay về, trong lòng vô cùng chấn động. Cây này quả nhiên là bảo bối tốt. Đến khi thực lực tăng lên, sau này gặp Tiểu Bạch, có thể tặng cây này cho Tiểu Bạch. Bao nhiêu năm qua toàn là Tiểu Bạch tặng đồ cho hắn, hắn chưa tặng cho Tiểu Bạch bao giờ. Không biết Tiểu Bạch có thích không? Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân chợt gọi Thiên Thiên. Vừa dứt lời, Ngao Thiên Thiên đã xuất hiện bên cạnh hắn. Cô ấy mặc bộ váy màu trắng xinh đẹp không nhuốm bụi trần, dung nhan tuyệt vời như nữ thần. Diệp Quân kéo tay Ngao Thiên Thiên, cười hỏi cây này thế nào? Ngao Thiên Thiên quan sát cây đó, vẻ mặt cũng chấn động, không đơn giản. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Nói rồi hắn hơi thở dài cảm thán, nền văn minh thủy tộc đó chắc chắn đã từng vô cùng huy hoàng, chỉ là không ngờ nền văn minh vũ trụ cấp bậc ấy rồi cũng suy tàn. Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn Diệp Quân, huynh muốn dùng cây này để tu luyện à? Diệp Quân cười đáp, là chúng ta. Nói rồi hắn xòe tay ra, hai quả đạo linh xuất hiện trong tay hắn, chúng ta mỗi người một quả. Ngao Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, đây là gì? Lúc trước cô ấy bế quan tu luyện nên không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Long tộc tu luyện một lần có lúc cả mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm. Vì thế chỉ cần Diệp Quân không gặp nguy hiểm đến tính mạng, thông thường Ngao Thiên Thiên đều sẽ tu luyện. Diệp Quân giải thích, đây là quả đạo linh, một vị tiền bối tặng nó cho ta, phu thê chúng ta mỗi người một quả, cùng nhau nâng cao. Ngao Thiên Thiên gật đầu, được. Diệp Quân kéo Ngao Thiên Thiên vào trong cây, nhưng một luồng linh lực vô hình đã ngăn họ lại. Diệp Quân nhíu mày, cây này không cho vào à? Ngao Thiên Thiên quay sang nhìn Diệp Quân. Đại Tông lấy kiếm Thanh Huyên ra rồi lại lấy một viên đá mài ra. Mài kiếm. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, mím môi cười. Tiểu tháp. Lúc này, bức chắn vô hình đột nhiên biến mất. Diệp Quân cất đá mài và kiếm Thanh Huyên đi, sau đó kéo Ngao Thiên Thiên hóa thành một luồng sáng bay vào trong cây. Sau khi vào trong cây, Diệp Quân quan sát xung quanh, bên trong không hoàn toàn trống rỗng, chỉ có khu vực họ đứng là trống. Hơn nữa trước mặt nơi cách họ không xa còn có một quả cầu ánh sáng màu xanh ngọc bích nhìn như trái tim, nó còn đang đập thình thịch.
Ngao Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ đây là tim của nó? Diệp Quân cười, có lẽ thế, bảo sao nó không cho chúng ta vào. Nói rồi hắn đi tới trước quả tim, nhìn một lượt rồi cười khẽ, ăn cái này chắc chắn rất bổ. Tiên đạo thụ. Ngao Thiên Thiên lắc đầu cười, huynh đừng làm nó sợ. Bởi vì khi Diệp Quân nói ra câu đó, tốc độ đập của quả tim kia rõ ràng đã tăng lên. Diệp Quân cười bảo, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Nói xong hắn kéo Ngao Thiên Thiên ngồi xuống. Để đề phòng, Diệp Quân thi triển kiếm vực bao phủ nơi hắn và Ngao Thiên Thiên ngồi lại. Trong kiếm vực, ngăn cách với mọi thứ. Đừng nói tiên đạo thụ, đến tiểu tháp cũng không thể tra tới khu vực họ đang ở hiện giờ. Thấy Diệp Quân dùng kiếm vực ngăn cách với bên ngoài, mặt Ngao Thiên Thiên chợt đỏ lên, tai hơi nóng. Diệp Quân đi tới trước mặt Ngao Thiên Thiên, kéo cô ấy ngồi xuống rồi cười bảo, ăn quả này đi. Ngao Thiên Thiên gật đầu, ừm. Hai người đồng thời ăn quả đạo linh. Chỉ là trong chốc lát, một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ bộc phát ra trong người cả hai, quần áo hai người cũng hóa thành cho tàn dưới sức mạnh này. Thẳng thắn đối mặt. Mặt Ngao Thiên Thiên thoáng chốc đỏ bừng. Thấy người đẹp trước mặt, trong lòng Diệp Quân như có ngọn lửa bốc lên, hắn không đè nén bản thân mà đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt Ngao Thiên Thiên. Lúc này, bên ngoài cây chợt có mây đen kéo đến, không lâu sau một con lôi long phá mây bay ra, cao lớn dữ tợn, màn mưa trắng xóa từ ít tới nhiều, thoáng chốc chút xuống như chiều cường. Gió rít, sấm rền, tiếng sấm ồn ào, hạt mưa trắng xóa nối thành hàng như kết tơ thành lưới. Mặt đất ướt đẫm, hoa cúc bên ngoài hấp thu đầy nước, một khoảng hỗn độn. Lại qua một lúc nữa, tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa cũng ngày một mau hơn, tựa như trường giang ào ạt chảy xuôi, cuồn cuộn vạn dặm. Trận mưa này thật sự rất lớn. Tu luyện bất kể đêm ngày. Không biết qua bao lâu, trong cây tiên đạo đột nhiên có từng luồng khí đáng sợ tỏa ra tứ phía như thủy triều, thời trong không tiểu tháp bị chấn động rung lên từng hồi. Tựa như động đất, kinh khủng không gì sánh được. Nhưng không lâu sau, trong cây tiên đạo lại bình lặng trở lại. Tu luyện bất kể đêm ngày, chớp mắt đã qua trăm năm. Cây tiên đạo được Diệp Quân bất chấp mọi giá thiêu đốt tổ mạch để nuôi dưỡng đã cao mấy vạn trượng, cành cây vươn ra mấy nghìn trượng, trông như cái ô khổng lồ, che kín bầu trời mặt đất, vô cùng tráng lệ. Ngày hôm nay, từng tiếng kiếm ngân chợt vang lên trong cây. Ngay lập tức, một người đàn ông xuất hiện trước cây. Chính là Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân khép hờ hai mắt, kiếm thủy mặc lượn quanh người hắn không ngừng phát ra tiếng kiếm ngân, như muốn lấy lòng hắn. Lúc này kiếm Thanh Huyền xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, kiếm thủy mặc như chuột thấy mèo, trở lại trong thức hải, không dám phát ra động tĩnh nào nữa. Qua rất lâu sau, Diệp Quân từ từ mở mắt, trong mắt hắn hiện lên vẻ từng trải. Diệp Quân xòe tay ra. Trong lòng bàn tay có vô số kiếm ý phóng lên trời, thoáng chốc phóng tới tận tinh hà, từng tiếng kiếm rung vang vọng tinh hà, đinh tai nhức óc. Diệp Quân lật bàn tay phải, trong thoáng chốc, vô số kiếm ý tuôn xuống như thác nước, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Bùm! Một luồng hơi thở đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Tám phần thần tính. Với sự giúp đỡ của quả đạo linh và cây tiên đạo cùng với song tu, hắn dùng trăm năm thời gian để tăng lên mấy cấp, đạt tới cảnh giới tám phần thần tính. Thực ra vẫn có thể tăng nữa, nhưng hắn đã hãm lại một cảnh giới. Không phải hắn sợ không ổn định, mà là sợ thần tính. Giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ của thần tính càng mạnh thì đối với vạn vật trên đời cũng sẽ ngày càng lãnh đạm. Chớp mắt đã qua trăm năm. Ở trước đại đạo và thời gian, vạn vật trên thế gian dường như thật tầm thường nhỏ bé. Chính vì cảm giác này mà hắn đã kìm lại một cảnh giới. Lúc này, nhân tính và thần tính của hắn đã bắt đầu chiến đấu. May mà có Ngao Thiên Thiên, nếu không hắn thật sự không chắc mình có thể áp chế được thần tính hay không. Bởi vì rất nhiều lúc, đàn ông thật sự rất bốc đồng, chẳng hạn như việc có đeo hay không. Vào thời điểm đó, rất nhiều người sẽ chọn sảng khoái tới cùng, chúng ta đang nói tới tu luyện. Lúc này Diệp Quân hóa thành một luồng kiếm quang bay vào trong tinh không, hắn ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Bùm! Trong nháy mắt, sau lưng hắn hiện lên một pho thần tượng nghìn trượng, trong chốc lát, kiếm ý ngút trời, tràn ngập khắp thế giới trong tiểu tháp. Thần tượng kiếm ý,
Diệp Quân nhẩm niệm rồi xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn cười, Thanh Huyên, có phải cũng nên ngưng tụ một pho thần tượng kiếm không? Kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, giây tiếp theo, một luồng kiếm quang rơi vào tay thần tượng của Diệp Quân, trong phút chốc, một thanh kiếm ảo chợt ngưng tụ, kiếm dài mấy trăm trượng, chính là kiếm Thanh Huyên phóng to. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân chợt phá lên cười, trong tiếng cười không giấu được vẻ hưng phấn, bởi vì trực giác nói cho hắn biết thần tượng này lại thêm kiếm Thanh Huyên ảo, chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân cất thần tượng đi, hai mắt từ từ nhắm lại. Đột nhiên, máu trong người hắn sao động. Một lúc lâu sau, Diệp Quân chợt mở mắt ra. Trong mắt là biển máu. Từng luồng sức mạnh huyết mạch phong ma đáng sợ phóng lên trời, sau đó ngưng tụ thành thần tượng huyết mạch sau lưng Diệp Quân. Thần tượng huyết mạch này toàn thân đỏ như máu, sát ý ngập trời, khí tức còn hơn cả thần tượng kiếm ý lúc trước. Sau khi thần tượng huyết mạch này xuất hiện, thế giới trong tiểu tháp bị một luồng sát ý và địch ý bao phủ. Thần tượng huyết mạch. Diệp Quân nhắm mắt lại, trở nên kích động, tháp ra, ta cảm thấy bây giờ ta có thể đấu được với cha ta và ông nội được rồi. Tiểu tháp nói, đừng lôi ta theo là được. Diệp Quân. Tiểu tháp lại nói, ta khuyên ngươi nên thành thật một chút, thật đấy, năm xưa cha ngươi còn ngông nghênh hơn ngươi, mà sau đó ngươi không thể tưởng tượng được thảm thế nào đâu. Nói đến đây nó chợt thấy chạnh lòng. Năm xưa bị tiểu chủ xấu xa lừa đi đấu cùng chủ nhân cũ, lần đó nó đã suýt nữa bị đánh tàn phế. Bây giờ nghĩ lại nó vẫn thấy hơi sợ, một lần năm đó thật sự bị chỉnh đốn thê thảm. Mà lần đó tiểu chủ cũng ngông nghênh hệt như tên này. Diệp Quân hưng phấn, nhưng ta thấy hiện giờ ta rất mạnh rồi. Tiểu tháp bình tĩnh nói, bây giờ ngươi đang bị huyết mạch phong ma ảnh hưởng nên đầu óc hơi bất thường, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Diệp Quân. Trong tinh không, Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, vẻ mặt không giấu được sự kích động. Giờ phút này hắn thật sự cảm thấy mình rất mạnh. Thần tượng huyết mạch lại thêm kiếm Thanh Huyên, hắn cảm thấy có lẽ mình đã được coi là vô địch dưới tam kiếm rồi. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân vội cất thần tượng phong ma đi, lất một vài đan dược ra uống, đến khi thân thể và thần hồn khôi phục, hắn lại kích hoạt huyết mạch phàm nhân. Đùng đoàng. Một luồng sức mạnh huyết mạch phóng lên trời, sau đó hóa thành pho thần tượng màu tím nhạt sau lưng hắn. Thần tượng phàm nhân. Sau khi thần tượng này xuất hiện, uy áp huyết mạch vô hình bao trùm cả thế giới trong tiểu tháp, khí tức phát ra từ thần tượng ấy không hề yếu hơn thần tượng phong ma. Diệp Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Thần tượng huyết mạch. Năm xưa khi hắn thấy Tu La tộc có thể ngưng tụ huyết mạch Tu La, hắn đã có ý nghĩ này, mà bây giờ hắn quyết định thử. Không ngờ lại được thật, và lại còn mạnh thế này nữa. Diệp Quân lại kích hoạt huyết mạch Viêm Hoàng, ngưng tụ ra một pho thần tượng màu vàng. Khí tức của thần tượng huyết mạch Viêm Hoàng này yếu hơn thần tượng phong ma và thần tượng phàm nhân một chút, nhưng mạnh hơn thần tượng kiếm ý của hắn nhiều. Ba pho thần tượng. Nhược điểm duy nhất là tiêu hao hơi nhiều năng lượng, mà không thể kéo dài được lâu, bởi vì tiêu hao thực sự quá nhanh và nhiều. Diệp Quân thử kết hợp ba huyết mạch với nhau, sau đó ngưng tụ ra thần tượng của ba huyết mạch. Nhưng hắn đã thất bại. Không phải không được, mà là bây giờ hắn chưa làm được. Vì tiêu hao đó thật sự quá lớn, không phải thứ mà hiện giờ hắn có thể chịu được. Cho dù kết hợp hai loại huyết mạch rồi ngưng tụ thần tượng cũng không được, vẫn tiêu hao rất nhiều, không chỉ tiêu hao linh khí mà thần hồn cũng tiêu hao nhiều, vì thế hắn chỉ có thể tạm thời gác lại. Lúc này tiểu tháp chợt lên tiếng, thần tính đó thế nào? Diệp Quân cất thần tượng đi, hít sâu một hơi, sau khi bình tĩnh lại mới đáp, rất đáng sợ. Lần này sau khi thăng cấp thất bại, lần đầu tiên hắn nhận ra được sự đáng sợ của thần tính, đây còn là dưới tình huống hắn đã có chuẩn bị, nếu không có thể hắn đã hoàn toàn bị đẩy về hướng thần tính thuần túy. Tiểu tháp nói, ngươi lựa chọn hãm lại một cảnh giới, lựa chọn này vô cùng chính xác. Hãm lại đồng nghĩa với việc hiện giờ nhân tính của ngươi đang áp chế thần tính. Đương N hiên đối với ngươi có thể chỉ là khởi đầu, bởi vì về sau 9 phần thần tính và 10 phần thần tính chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu tháp nói, cố lên, đừng lo lắng, có tháp gia ở đây, ngươi sẽ không sao đâu. Dù sao cha ngươi và ông nội ngươi đều do ta đích thân dạy dỗ, ngươi phải tin vào năng lực của ta.
Diệp Quân. Đúng lúc này, phía dưới chợt vang lên tiếng rồng ngâm, giây tiếp theo một luồng kim quang phóng lên từ trong cây tiên đạo, đến khi lên tới tinh không, kim quang ấy hóa thành một con rồng vàng khổng lồ dài vạn trượng. Đất trời rung lên vì sợ hãi. Ngao Thiên Thiên. Giữa đất trời, từng luồng long uy không ngừng lan ra, chấn động thời không xung quanh, tựa như trận động đất lớn. Lúc này Ngao Thiên Thiên chợt hóa thành hình người, cô mặc chiếc áo trắng như tuyết, đầu có hai chiếc sừng rồng, toàn thân có kim quang bao phủ, vô cùng thánh khiết, thần thánh đều không thể xâm phạm. Ngao Thiên Thiên bất chợt nắm tay phải lại. Một luồng long uy vô hình bao phủ thiên địa. Cảnh giới bảy phần thần tính. Diệp Quân tiến lên một bước, đi tới trước mặt Ngao Thiên Thiên, hắn khẽ cười, chúc mừng. Ngao Thiên Thiên chậm rãi buông tay, trên mặt đầy ý cười, hiển nhiên cô ấy cũng rất vui. Lần này thật sự tăng lên rất nhiều. Mặc dù cô ấy thấp hơn Diệp Quân một cảnh giới, nhưng sức chiến đấu của cô ấy không hề kém Diệp Quân, dù sao cô ấy cũng là long tộc, cơ thể cường hãn vô cùng, Diệp Quân không thể so sánh được. Có thể nói, nếu Diệp Quân không dùng kiếm Thanh Huyên thì không thể làm được gì cô ấy. Ngao Thiên Thiên như nghĩ đến điều gì, chợt chủ động kéo tay Diệp Quân rồi dựa vào lòng hắn, khẽ nói ta hơi lo lắng. Cô ấy và Diệp Quân là một thể, vì thế khi Diệp Quân tăng cảnh giới, cô ấy có thể cảm nhận được rõ ràng tâm cảnh của Diệp Quân thay đổi, thần tính càng cao sẽ càng lạnh nhạt với mọi thứ. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm lấy Ngao Thiên Thiên, khẽ cười, đừng lo, chỉ cần có muội ở đây, thần tính của ta sẽ không bao giờ áp chế được nhân tính đâu. Ngao Thiên Thiên nghe vậy rất vui. Dịu dàng nhìn hắn rồi gật đầu, Diệp Quân bị ánh mắt này của cô ấy làm cho rung động, nghĩ tới một số cảnh không thích hợp với trẻ con, cơ thể hắn chợt có phản ứng nhưng bị hắn kìm lại. Chuyện đó vẫn phải chờ tới buổi tối rồi làm. Diệp Quân đè nén ngọn lửa không tên trong lòng, sau đó nói, chúng ta dung hợp nhé. Tai Ngao Thiên Thiên đỏ lên, mặt nóng rực. Cảm nhận được sự thay đổi của Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân hơi sửng sốt sau đó cười. Ý ta là chúng ta dung hợp sau đó nhìn thực lực hợp thể, chứ không phải dung hợp kiểu đó. Ngao Thiên Thiên trừng mắt nhìn Diệp Quân, sau đó hóa thành kim quang bay vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Quân tăng vọt, lúc này khí tức của hắn đã không yếu hơn cảnh giới 10 phần thần tính, không đúng, là cảnh giới 10 phần thần tính hoàn toàn không thể so sánh được với hắn. Đôi mắt Diệp Quân từ từ nhắm lại, lúc này hắn cảm nhận được sức mạnh vô tận. Không chỉ là sức mạnh của hắn mà còn có sức mạnh của Ngao Thiên Thiên. Diệp Quân nhẹ giọng nói, phu thê chúng ta hợp thể chắc cũng chẳng còn sợ cảnh giới khai đạo nữa, nếu thêm kiếm Thanh Huyên. Nói đến đây, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Trước đó, cho dù hắn sử dụng kiếm Thanh Huyên thì cũng không phải đối thủ của cảnh giới khai đạo, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không còn sợ cảnh giới khai đạo nữa. Đương nhiên hắn cũng sẽ không coi thường cảnh giới khai đạo. Trong cảnh giới khai đạo cũng có mạnh yếu, chẳng hạn như Ác Bà và Thủy Tổ Đại Chu, tuy cùng là cảnh giới khai đạo nhưng với thực lực của Ác Bà vẫn chẳng thể là đối thủ của Thủy Tổ Đại Chu. Giờ phút này, Diệp Quân như cảm nhận được điều gì, cơ thể hắn run lên rồi ra khỏi tiểu tháp, mà vừa ra ngoài hắn đã nhíu mày, bốn phía xung quanh có mấy chục luồng khí thế không rõ nhưng rất mạnh, không chỉ vậy, thời không xung quanh cũng trở nên mờ ảo trong suốt. Có trận pháp kết giới. Chẳng lẽ là Ác Đạo Minh? Lúc này, phía xa chợt có một người đàn ông trung niên bước ra, ông ta nhìn Diệp Quân, người chính là Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân, tìm ngươi tốn biết bao thời gian của chúng ta, tứ điện hạ của chúng ta cho mời ngươi. Diệp Quân cau mày, hơi khó hiểu hỏi, tứ điện hạ gì? Người đàn ông trung niên kiêu ngạo nói, tứ điện hạ của Hoàng tộc Đại Chu. Diệp Quân cười khẽ, các người mời người khác như vậy à? Người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía Diệp Quân, điện hạ đã dặn, nếu ngươi không đi thì đưa xác ngươi về cũng được. Ngươi có thể. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân đã xuất hiện sau lưng người đàn ông trung niên, đầu ông ta bay lên trời. Kiếm vào vỏ. Diệp Quân hất áo rồi bảo, là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Nói rồi hắn nhìn quanh một lượt cường giả trong bóng tối xung quanh, sau này muốn nói chuyện với ta thì quỳ xuống trước đã. Mọi người! Tiểu tháp! Trong bóng tối bao trùm xung quanh, sau khi nhìn thấy Diệp Quân chém đầu người đàn ông trung niên bằng một nhát kiếm, tất cả các cường giả đều kinh hãi,
Sau đó Diệp Quân vừa dứt lời, họ lập tức rút lui. Vì người mà Diệp Quân giết đó là cường giả 10 phần thần tính. Một nhát kiếm giết cả cường giả 10 phần thần tính. Đây không phải là người mà họ có thể chống đối, thế nên họ quả quyết rời đi, không phải hy sinh không cần thiết. Diệp Quân cũng không đuổi giết đám người này, không có ý nghĩa gì cả. Tứ Điện Hạ của Đại Chu. Diệp Quân híp mắt, vốn tưởng Tứ Điện Hạ hẳn là đối thủ cạnh tranh của tiểu thư Chu Phạn, nhưng không đúng, nếu đã có thể trở thành đối thủ của Phạn cô nương thì cũng không nên ngốc như vậy, chuyện này thoạt nhìn không đơn giản như vậy trên bề ngoài. Lẽ nào có người muốn đổ tội cho Tứ Điện Hạ? Ngay lúc Diệp Quân rơi vào trầm tư, lúc này thời không ở đằng xa bỗng rung chuyển, sau đó một bóng người lao đến trước mặt Diệp Quân như tia chớp. Thời không xung quanh rung chuyển dữ dội, sau đó nứt thành mạng nhện, hơn nữa nhanh chóng lan ra cả ngàn trượng. Người đến là Sấu Nguyên. Sấu Nguyên cúi thấp người với Diệp Quân, cậu Diệp. Lúc này ông ta cảm thấy ngạc nhiên không thôi, vì ông ta không ngờ chỉ trong 10 ngày mà cậu Diệp lại có thể đạt đến 8 phần thần tính. Nhưng sau đó ông ta nghĩ đến tiểu tháp thì cũng hiểu. 10 ngày ở thế giới bên ngoài bằng 100 năm trong tiểu tháp. Thế nhưng cho dù thế thì cũng cực kỳ khủng khiếp. Liên tiếp tăng lên mấy bậc. Đúng là yêu nghiệt. Diệp Quân thu kiếm Thanh Huyên lại, sau đó nói, điều tra thế nào rồi? Sấu Nguyên khẽ gật đầu, Đại Chu này đã lập quốc được mấy tỷ năm, là vũ trụ nền văn minh cấp 4 đỉnh cấp, nhất là hoàng đế khai quốc của họ, năm đó được gọi là vô địch trong cảnh giới khai đạo. Sau khi ông ta lập ra Đại Chu, đã từng dẫn dắt Đại Chu đánh bại một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Sau khi thâu tóm vũ trụ nền văn minh cấp 4 đó, Đại Chu nhanh chóng phát triển, đến nay thực lực của Đại Chu đã đạt đến mức cực kỳ mạnh, ít khi có đối thủ ở vũ trụ nền văn minh cấp 4. Diệp Quân hỏi, so với thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh thuật giả các ông thì thế nào? Sấu Nguyên trầm tư một lát rồi nói, e là chỉ có đánh mới biết được, thật ra chủ yếu phải xem hoàng đế khai quốc của họ và thuật thần của bọn ta, hai người họ ai thắng thì biết ngay thắng thua của hai nền văn minh. Diệp Quân nói, thuật thần là người sáng lập nền văn minh của nền văn minh thuật giả các ông à. Sấu Nguyên gật đầu, đúng thế. Diệp Quân khẽ gật đầu, trước kia Cố Trạch bị thuật thần đó phong ấn, có thể trấn áp phong ấn được cảnh giới khai đạo, không cần nghĩ cũng biết thực lực của ông ấy. Còn thực lực của vị hoàng đế khai quốc Đại Chu thì không cần phải nói, hắn đã tận mắt nhìn thấy, chỉ là một tia thần hồn thôi mà suýt chút nữa đánh chết ác bà. Hai người này ai mạnh ai yếu? Khó nói lắm. Sấu Nguyên nói tiếp, cậu Diệp, còn một chuyện nữa. Diệp Quân nhìn Sấu Nguyên trầm giọng nói, ta điều tra được sau khi Phản cô nương về Đại Chu thì tình hình không ổn lắm. Diệp Quân nhíu mày, là sao? Sấu Nguyên nói lại chuyện Chu Phản bị trừng phạt sau khi về đến Đại Chu. Nghe xong Diệp Quân sầm mặt, một lúc sau mới hỏi, tứ hoàng tử và Phản cô nương là kẻ thù ư? Sấu Nguyên gật đầu, từ trước đến nay mẫu tộc của hai người họ là kẻ địch, cho nên giữ gã và Phản cô nương cũng là kiểu ta sống ngươi chết. Lần này tứ hoàng tử phái người đến tìm cậu, mục đích chắc là muốn thăm dò thực hư của cậu, dù sao Phản cô nương cũng dùng đến bảo vệ của tiên tổ quý giá nhất của mình vì cậu Diệp. Diệp Quân im lặng một hồi rồi nói, bây giờ vấn đề an toàn của cô ta thế nào? Sấu Nguyên do dự một lúc rồi nói, ta không dám chắc tứ hoàng tử đó có mạo hiểm để giết người hay không, nhưng có thể chắc chắn là bây giờ Chu cô nương đang ở trong tình trạng vô cùng không tốt, vì cô ta không chỉ phải đối mặt với tứ hoàng tử và nhị hoàng tử, mà còn phải đối mặt với gia tộc của mình. Theo ta được biết, một vài gia tộc vốn dĩ ủng hộ cô ta đã bắt đầu quay lưng lại ủng hộ nhị hoàng tử và tứ hoàng tử. Diệp Quân khẽ nói, xem ra ta phải đến Đại Chu một chuyến. Sấu Nguyên trầm giọng nói, cậu Diệp, vẫn nên cẩn thận ác đạo minh đó, chúng cũng đang tìm cậu ở khắp nơi. Ác đạo minh. Diệp Quân gật đầu, xem ra ác đạo minh này muốn ra tay với Chân Tỷ thật rồi. Thời gian. Bây giờ mình vẫn cần chút thời gian. Mặc dù thực lực hiện giờ của hắn đã cao hơn rất nhiều, cộng thêm có mấy người Sấu Nguyên đi theo, nhưng hắn biết rõ vẫn còn kém xa ác đạo minh lắm. Diệp Quân không nghĩ nữa. Nhìn Sấu Nguyên trước mặt, sau đó nói, ông dẫn đường, chúng ta đến Đại Chu trước. Sấu Nguyên gật đầu, được. Nói rồi ông ta bay lên trời, sau đó biến mất ở tận cuối tinh hà như tia sét. Diệp Quân cũng ngự kiếm đi theo,
sau đó biến mất ở tận cuối tinh hà. Sau khi Diệp Quân và Sậu Nguyên biến mất không lâu, một hư ảnh bỗng xuất hiện, hư ảnh ngẩng đầu nhìn phía cuối tinh hà, sau đó xoay người biến mất khỏi đó. Trên đường đi, Diệp Quân bỗng hỏi, Sậu Nguyên tiền bối, sao ông biết được tung tích của Đại Chu đó? Hắn biết nền văn minh vũ trụ bình thường đều rất thận trọng với vị trí vũ trụ nền văn minh của mình. Sậu Nguyên nói, cậu Diệp xưng hô như vậy, ta không dám nhận, cậu gọi ta là Lão Nguyên được rồi. Thấy phản ứng của Sậu Nguyên như thế, Diệp Quân khẽ cười, cũng nghe theo ông ta, được. Sậu Nguyên gật đầu, sau đó nói, ta và Hữu Lão bên cạnh Phản cô nương nói chuyện cũng hợp nhau nên bọn ta để lại cách thức liên lạc của nhau. Diệp Quân cười nói, thì ra là thế. Nói xong, hai người cũng không nói gì thêm, tăng nhanh tốc độ. Đại Chu. Trước một đại điện, một người đàn ông áo trắng ngồi trên bậc thềm bằng đá yên tĩnh đọc sách. Người này chính là Chu Mục Nhị Hoàng Tử. Phía sau Chu Mục còn có một ông lão tay cầm cái phất trần, ông lão mặc áo đạo sĩ, rất chỉnh tề. Lúc này một người đồ đen bỗng xuất hiện trước mặt Chu Mục, người đồ đen hơi cúi người với Chu Mục, sau đó nói, nhị điện hạ, ám trầm đã chết. Ồ, Chu Mục rất bình tĩnh, hắn sử dụng mấy nhát kiếm. Người đồ đen trầm giọng nói, một nhát kiếm. Chu Mục nhíu mày, gã ngẩng đầu lên nhìn người đồ đen, chỉ một nhát kiếm ư. Người đồ đen gật đầu, vâng. Chu Mục lặng thinh một lúc rồi thấp giọng nói, thú vị đấy. Thật ra đám người đi tìm Diệp Quân trước đó không phải do tứ hoàng tử phái đi mà là gã. Mục đích rất đơn giản, muốn dựa vào danh nghĩa tứ hoàng tử để thăm dò thực hư của Diệp Quân. Dĩ nhiên gã không sợ bị lộ. Bây giờ chết không đối chứng, sao mà lộ được? Chu Mục nói, lui xuống đi. Người đồ đen lại nói, hắn đang trên đường đến Đại Chu. Nói rồi y lặng lẽ lùi ra ngoài. Chu Mục nói, thầy thấy thế nào? Đạo trưởng đó bình tĩnh nói, điện hạ chỉ đơn thuần muốn thử hư thực của hắn ư. Chu Mục cười nói, ta hiểu rõ cửu muội của mình, người mà nó có thể chiêu mộ chắc chắn không phải người bình thường. Mà người có thể khiến nó không tiếc sử dụng bảo hộ tiên tổ để chiêu mộ, chỉ có hai loại người, một là đối phương có lai lịch siêu phàm, giá trị cực cao, hơn hẳn bảo hộ của tiên tổ, hai là người nó thích, nó kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không thích một người bình thường nên ta cực kỳ tò mò về thiếu niên đó. Nói đến đây gã dừng lại, sau đó lại nói, giờ xem ra cả hai kiểu đều có. Đạo trưởng nói, điện hạ nghĩ liệu cửu điện hạ có thể dựa vào thiếu niên đó để thắng không? Chu Mục cười nói, cũng không phải không có khả năng. Đạo trưởng khẽ cau mày, Chu Mục nói tiếp, thiếu niên đó có thể giết chết ám trầm chỉ với một nhát kiếm đủ chứng minh thực lực đáng sợ của hắn. Hắn ở tuổi này mà đã có được thực lực như vậy, chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa ác đạo minh cũng sẽ không nhắm vào một thế lực bình thường. Vì vậy, thân phận của thiếu niên này rất quan trọng với chúng ta. Đạo trưởng nói, lôi kéo quan hệ. Chu Mục lắc đầu, kiếm tu thiên tài thiếu niên này không có khả năng phục tùng người khác, lôi kéo hắn không thiết thực, nếu không lần này hắn chắc sẽ quay về với cửu muội. Đạo trưởng lại nói, giết hắn. Chu Mục lại lắc đầu, không được, lai lịch của người này khá bí ẩn, tùy tiện đối địch quả thật không thông minh. Đạo trưởng lại hỏi, vậy phải làm sao? Chu Mục mỉm cười nói, không làm gì cả, không hại cửu muội mà cũng không giúp nó, chúng ta chỉ đứng xem. Đạo trưởng gật đầu. Chu Mục nói tiếp, tứ đệ của ta cũng có thể nhẫn nhịn, cho tới giờ cũng không nhằm vào cửu muội ta, đây không giống phong cách của nó. Đạo trưởng nói, chắc là có điều kiêng kỵ. Chu Mục cười nói, chắc hẳn nó cũng kiêng dè thân phận và lai lịch của thiếu niên đó. Nói đến đây, gã lắc đầu khẽ cười, lần này cửu muội làm như thế quả thật khiến bọn ta ngạc nhiên đến không kịp trở tay. Bảo hộ tiên tổ quả thật được xem như là con át chủ bài lớn nhất trên người họ. Có tiên tổ bảo vệ, trong vòng 100 năm, người sẽ có một lần cơ thể bất tử, cho dù là bản thân họ, họ sẽ không sử dụng nó, trừ trường hợp bất đắc dĩ, nhưng Chu Phản lại dùng nó cho người ngoài. Họ nghĩ điều này quá mức bất thường. Chu Mục khép quyển sách trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xăm, hắn sắp đến Đại Chu ta rồi. Đến lúc đó ta nhất định phải tự mình đi xem thử rốt cuộc là thiên tài yêu nghiệt thế nào mà lại có thể làm cho cửu muội của ta xem trọng như thế. Đạo trưởng hơi híp mắt, không nói gì thêm. Bên bờ hồ ở một nơi nào đó,
một thiếu niên ngồi trên lan can, tay cầm một cần câu cá, đang nhìn chằm chằm cái hồ trước mặt. Người này chính là Chu Đế tứ hoàng tử. Lúc này, một ông lão xuất hiện sau lưng Chu Đế, ông lão trầm giọng nói, tứ điện hạ, bây giờ là thời cơ tốt nhất để diệt trừ cửu điện hạ, người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người ra lệnh, bọn ta có thể ra tay bất cứ lúc nào, bây giờ cửu điện hạ đã không còn được tiên tổ bảo vệ nữa, chỉ cần chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ chết. Chu Đế không đáp lời ông lão, tiếp tục câu cá. Thấy thế ông lão trở nên gấp gáp, tứ điện hạ, rốt cuộc ý người là sao? Bây giờ là cơ hội ngàn năm hiếm có. Chu Đế cười nói, Lý lão, đừng vội. Ông lão đang định nói gì thì lúc này một bóng đen xuất hiện trước mặt Chu Đế, bóng đen cúi người thật thấp với Chu Đế, sau đó thấp giọng nói. Một lúc sau, Chu Đế cười nhạo, nhị ca của ta đúng là biết cách chơi đấy, muốn thăm dò kiếm thu thiếu niên đó mà còn muốn mượn danh nghĩa của ta, đúng là thú vị. Bóng người đó nói, có cần bọn ta đi tiết lộ không? Mặt Chu Đế không cảm xúc, không cần, nếu kiếm tu thiếu niên đó không có chút thông minh này thì cửu muội ta đúng là mắt mù. Ngươi đi ra đi. Bóng đen cúi người xuống, sau đó đi ra ngoài. Chu Đế cười nói, nhị ca của ta trông có vẻ nho nha nhưng bản tính là một vũng nước đục, ngược lại cửu muội thì tốt hơn, ít nhất không giả tạo như vậy. Ông lão trầm giọng nói, thiếu niên kiếm tu đó đến đại chu ta à? Chu Đế gật đầu. Ánh mắt ông lão lóe lên sát khí, có cần giết hắn không? Chu Đế lắc đầu, lai lịch của người này không đơn giản, không thể làm thế, ít nhất không phải chúng ta làm thế, chẳng phải cửu muội có rất nhiều người theo đuổi sao? Để cho đám nịnh bợ kia làm đi. Trước hoàng thành đại chu, Diệp Quân đứng ngoài cổng thành, nhìn hoàng thành trước mặt. Phải nói rằng hoàng thành này vô cùng hoa lệ, con người đứng nó đều nhỏ bé như kiến, khiến lòng người có cảm giác kính sợ. Tất nhiên hắn cũng đã từng trải nhiều, sẽ không bị một tòa thành dọa sợ. Ngay lúc này một ông lão bước đến từ trong thành, chính là Hữu lão. Hữu lão nhanh chân bước đến trước mặt Diệp Quân và Sậu Nguyên, ông ta chắp tay lại, Diệp công tử. Dĩ nhiên ông ta không dám thất lễ với Diệp Quân. Vì Diệp công tử trước mặt này có khả năng là người duy nhất có thể giúp đỡ tiểu thư nhà mình. Đây cũng là lý do tại sao ông ta không để Tả lão đến, ông ta cũng rất hận tính tình nóng nảy chết tiệt đó của Tả lão. Diệp Quân gật đầu, dẫn ta đi gặp phản cô nương. Hữu lão vội nói, mời. Diệp Quân khẽ gật đầu rồi đi về phía đằng xa. Hữu lão nhìn Diệp Quân, cảm thấy ngạc nhiên. Tám phần thần tính. Diệp công tử thế mà lại có thể đạt đến tám phần thần tính chỉ trong thời gian ngắn, hắn tu luyện thế nào được? Đúng là đáng sợ thật. Hữu lão đè nén sự kinh ngạc của mình, vội vàng đi theo. Sau khi vào trong hoàng thành, Diệp Quân nhìn xung quanh người qua kẻ lại, ngựa xe như nước, vô cùng sầm uất. Không lâu sau, ba người đi đến trước một dãy núi kéo dài nối tiếp nhau không thấy điểm cuối. Hoàng Lăng Đại Chu. Nơi này được xem là nơi cấm kỵ của Đại Chu, vì nơi này chôn cất hoàng đế ở các thời đại của Đại Chu và một vài nhân vật quan trọng trong hoàng thất. Hữu lão dẫn hai người Diệp Quân đến một bậc thềm bằng đá, tận cuối bậc thềm là một đại điện bị một tảng đá lớn cắt làm đôi. Hữu lão nói, mời Diệp công tử. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi về phía điện bằng đá đó. Hữu lão nhìn Diệp Quân ở đằng xa, tò mò hỏi, cậu Diệp nhà ông tu luyện thế nào đấy? Trong thời gian ngắn mà có thể tăng lên nhiều cảnh giới như vậy, cứ như đùa vậy. Sậu Nguyên nói, thế nào là kỳ tài? Chính là vậy đấy. Hữu lão. Trong căn phòng bằng đá, Chu Phạn ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cổ, đang đọc đến là say mê. Lúc này cô ta đã quay lại mặc đồ nữ, mái tóc dài mượt tùy ý xóa ra, bớt đi vài phần anh khí, thêm phần ưu nhã, xinh đẹp. Lúc này tiếng bước chân xuất hiện trong điện. Chu Phạn quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy người đến, cô ta hơi sửng sốt. Diệp Quân bước đến trước mặt Chu Phạn, mỉm cười nói, Phạn cô nương, lại gặp nhau rồi. Chu Phạn hơi ngạc nhiên, sao ngươi lại đến đây? Dứt lời, cô ta ngừng một lúc, sau đó nói tiếp, Hữu lão. Diệp Quân nói, thật xin lỗi, không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến cô. Chu Phạn nhìn hắn nói, giữa bạn bè mà nói xin lỗi gì chứ, hơi đau lòng đấy. Diệp Quân cười nói, vậy ta rút lại câu nói đó. Chu Phạn bật cười,
sau đó nghiêm túc nói, thật ra hôm đó dù ta không ra tay thì ngươi cũng có cách tự cứu mình, đúng chứ? Diệp Quân gật đầu. Chu Phạn lại hỏi, nếu ác đạo minh đó nhắm vào ta, ngươi sẽ giúp ta chứ? Dứt lời, cô ta bỗng lắc đầu khẽ cười, khó mà tưởng tượng, ta thế mà lại hỏi vấn đề ngây thơ này. Diệp Quân nói, Phạn cô nương, đến giờ cô vẫn không thể vượt qua chướng ngại lòng mình sao? Chu Phạn lặng thinh. Diệp Quân cười nói, người ta có câu quân tử chỉ cần hành động không luận đến tâm, ta thấy không sai, ta cũng thường lấy lòng người khác để đạt được mục đích, cũng sẽ dùng một ít thủ đoạn, ta nghĩ đây là một chuyện rất bình thường, thế nên hãy bỏ qua chuyện này, được chứ? Chu Phạn nhìn Diệp Quân một lúc lâu, cười nói, được. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, nếu cô muốn tranh vị trí thái tử thì ta có thể giúp cô, nếu cô muốn đi, ta cũng có thể dẫn cô đi. Thẳng thắn như vậy đấy. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, không nói gì, Diệp Quân nói, ta nghiêm túc. Chu Phạn cười nói, thật ra như bây giờ rất tốt. Dứt lời, cô ta nhìn chân trời phía xa, sau đó nói, mỗi ngày làm bạn với sách, nhìn mây bay, thoải mái tự tại, cách xa tranh đấu, rất vui. Diệp Quân im lặng không nói gì. Chu Phạn quay đầu nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, ta nói thật đấy. Diệp Quân bỗng nói, Phạn cô nương, bùa truyền âm ta đưa cho cô vẫn còn chứ? Chu Phạn chớp mắt, đương nhiên. Diệp Quân nói, đưa ta xem thử. Chu Phạn không nói gì. Hai người nhìn nhau, mọi thứ đều trong im lặng. Diệp Quân cảm thấy rất phức tạp, dĩ nhiên hắn càng thấy cảm động, vì cô gái trước mặt này không muốn làm phiền hắn, không muốn mình dính vào vòng xoáy tranh đấu của Hoàng thất Đại Chu. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, Phạn cô nương, ta và cô đều biết rõ đến lúc này rồi, cô muốn không thể nào an toàn rút lui được, cho dù cô muốn rút lui, thế lực phía sau cô cũng sẽ không cho phép, các thế lực thù địch của cô sẽ không cho phép điều đó. Một khi họ có được quyền lực thì cô, người nhà cô và những người ủng hộ cô sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thế nên, nếu cô muốn sống, chỉ có hai cách, một là chiến đấu đến cùng, trở thành thái tử Đại Chu, hai là từ bỏ mọi thứ, tránh xa Đại Chu. Chu Phạn không nói gì, chỉ bưng ấm trà trước mặt lên thêm trà cho Diệp Quân, sau đó cười nói, uống thử đi, trà linh sương do chính ta trồng. Diệp Quân cầm tách trà lên nhấp một ngụm, khá ngọt, mùi vị rất tuyệt. Chu Phạn cười nói, thế nào? Diệp Quân gật đầu, ngon lắm. Chu Phạn nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp như trăm hoa đua nở, cô ta rót cho mình một cốc, sau đó nói, ở Đại Chu, chỉ cần trở thành thái tử thì có thể có vô số tài nguyên tu luyện. Khi thiên phú không khác biệt nhiều, tài nguyên cực kỳ quan trọng nên hoàng tử, công chúa các thời đại đều tranh giành vị trí thái tử đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng trong lịch sử Đại Chu, có một người phụ nữ tự nguyện từ bỏ vị trí thái tử, tránh xa những tranh chấp của hoàng thất, khi bà ấy trở lại lần nữa, không có ai trong toàn bộ hoàng thất là đối thủ của bà ấy. Lúc Đại Chu muốn bà ấy làm thái tử, bà ấy lại tỏ ra khinh thường, đừng nói là thái tử, bà ấy cũng không thèm muốn hoàng vị. Cuối cùng phóng khoáng rời đi. Nói đến đây, cô ta dừng một chút, sau đó nói, trong khoảng thời gian này, ta đã ở đây và suy nghĩ rất lâu, thân là người trong hoàng thất nên khó tránh khỏi có nhiều tâm tư, thậm chí còn dở thủ đoạn mưu kế. Như Diệp công tử đã nói đấy, đây là điều bình thường nhưng chúng ta lại bỏ qua một điều, đó là ý muốn ban đầu của mình, bản thân mình muốn trở thành người như thế nào. Mỗi ngày chúng ta đều đang giả vờ giả vịt, đều dở những thủ đoạn không tốt đẹp gì, sau đó lại từng chút đánh mất chính mình, mất đi bản tính ban đầu. Diệp Quân lặng thinh. Chu Phạn nhìn Diệp Quân cười nói, ngươi biết tại sao ta thích ngươi không? Diệp Quân ngạc nhiên. Chu Phạn mỉm cười nói, không phải kiểu thích đó. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười. Chu Phạn nghiêm túc nói, ở trước mặt ngươi, ta cảm thấy hơi hổ thẹn vì khi giúp ta, ngươi rất tự nhiên, không có bất kỳ lợi ích hay mục đích nào. Nhưng ngược lại là ta, ngay từ đầu khi gặp ngươi, ta tiếp cận ngươi, đối xử tốt với ngươi đều có mục đích cả. Nói đến đây, cô ta lắc đầu cười, không phải ta xoắn suýt vấn đề này, mà là lúc này ta nhận ra bao năm qua, vì thế lực sau lưng và các nhân tố bên mẫu tộc, ta vẫn luôn trở thành con người mà họ muốn nên đã từng chút đánh mất con người thật của mình, lúc này, ta thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Diệp Quân nói, vậy các thế lực bên mẫu tộc của cô? Chu Phạn cười nói, không sao, tranh ngôi vị thái tử không chỉ có tứ ca của ta, mà còn có cả nhị ca của ta.
chỉ cần ta buông bỏ hoàn toàn thì nhị ca tâm cơ thâm sâu đó chắc chắn sẽ lôi kéo được thế lực phía sau tứ ca. Có thể nói bây giờ vài người xung quanh ta đã nghiêng về phía gã. Diệp Quân gật đầu, vậy ta dẫn cô rời khỏi Đại Chu. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, ta bị hoàng đế bệ hạ đích thân nhốt ở đây, người muốn dẫn ta đi tức là đang chống đối với cả Đại Chu. Diệp Quân gật đầu, chống đối thì chống đối chứ. Dứt lời, hắn đứng dậy, sau đó xoay người đi đến trước cửa đại điện. Chu Phạn nhìn Diệp Quân, không nói gì. Sau khi đến trước cửa đại điện, Diệp Quân bỗng dừng lại, sau đó nói, Phạn cô nương, nếu cô tin ta thì đi theo ta, nếu không tin thì cô cứ ở lại đây, 10 năm sau ta sẽ đến cứu cô. Chu Phạn im lặng một lúc, cô ta bỗng mỉm cười, ta tin ngươi. Dứt lời, cô ta đứng dậy đi đến cạnh Diệp Quân. Diệp Quân khẽ cười, sau đó dẫn Chu Phạn đi ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, một người đàn ông bước đến từ phía xa, người đàn ông mặc áo gấm, mắt thanh mày tú, cực kỳ nho nhã, tuấn tú. Người đàn ông áo gấm nhìn Diệp Quân, ngươi là Diệp Quân à? Diệp Quân quay đầu nhìn Chu Phạn cười nói, có lẽ nhị ca và tứ ca của ta biết ngươi đến, nhưng hai người họ rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng tới đối đầu với ngươi. Cho nên sẽ dùng chút thủ đoạn, để người khác đến thăm dò ngươi cho họ. Như thế họ có thể kiểm tra thực lực của ngươi, lại có thể đứng ngoài sự việc, càng có thể lôi kéo được một thế lực, có thể nói là một lần tấn công được mấy mục tiêu. Diệp Quân nghiêm túc nói, chắc sẽ không có người ngu ngốc làm lá chắn cho người khác thật nhỉ. Giọng của họ không nhỏ nên người đàn ông áo gấm nghe rất rõ. Nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa. Sắc mặt người đàn ông áo gấm trở nên hơi khó coi, gã bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi bước tới trước mặt Chu Phạn và Diệp Quân, gã nhìn Chu Phạn nói, Phạn cô nương, dĩ nhiên ta hiểu ý của nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, hôm nay ta đến đây cũng không có ý định trở thành lá chắn cho họ, ta chỉ muốn nói với cô biết, ta thích cô, nếu cô đồng ý ở bên ta thì cô yên tâm, ta sẽ bảo nhà họ Vương ta cố gắng bảo vệ cô. Chu Phạn mỉm cười nói, ta xin nhận ý tốt của Vương Vũ Công Tử. Người đàn ông áo gấm do dự một lúc, sau đó nói, cô thế này là đồng ý hay không? Diệp Quân. Chu Phạn nói, không đồng ý. Vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, gã quay đầu sang nhìn Diệp Quân, là vì hắn ư. Chu Phạn mỉm cười, Vương Công Tử, người tự ý chạy đến đây nhỉ? Người đàn ông áo gấm gật đầu, ừ. Chu Phạn thấp giọng thở dài. Ngươi về đi, nếu không cả gia tộc ngươi sẽ bị ngươi hại chết đấy. Người đàn ông áo gấm. Chu Phạn không nói gì nữa, quay đầu sang nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, dẫn Chu Phạn rời khỏi đó. Người đàn ông áo gấm đó còn muốn nói gì nữa, lúc này một ông lão bỗng đáp xuống trước mặt gã, ông ta bước đến tát gã một cái. Bốp! Người đàn ông áo gấm bị văng ra xa. Cuối cùng đập cả người xuống đất. Người đàn ông áo gấm. Ông lão nhìn Chu Phạn, hơi cúi người, cửu điện hạ, ta không dạy dỗ con trai tử tế, gây thêm phiền phức cho người. Chu Phạn mỉm cười, không sao. Ông lão lại hành lễ, ông ta nhìn Diệp Quân, sau đó quay người đi tới trước mặt người đàn ông áo gấm. Người đàn ông áo gấm vừa định nói gì đó, ông lão lại tát gã một bạt tai, tức giận mắng, thật mất mặt, đây là điều ngươi có thể làm đấy à? Ông đây thông minh như vậy sao lại sinh ra một đứa thiếu thông minh như ngươi chứ? Ông đây nghi ngờ không biết ngươi có phải là người của nhà họ Vương bên cạnh hay không? Bụp! Người đàn ông áo gấm lại văng ra xa. Lần này ông lão không nói gì nhiều, dẫn người đàn ông áo gấm rời đi. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, sau đó chủ động nắm lấy tay Chu Phạn rồi dẫn cô ta đi về phía bậc thang đá phía dưới, khi họ chuẩn bị bước lên bậc thang đầu tiên. Một luồng áp lực vô hình bỗng bao phủ lấy hai người, sau đó một giọng nói đột nhiên vang vọng khắp trời đất, tội nữ Chu Phạn, nếu ngươi bước ra khỏi đây một bước này tức là làm trái ý chỉ của bệ hạ, phải chịu phạt. Chu Phạn quay đầu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu nhìn Chu Phạn mỉm cười, tay phải bóp nhẹ tay Chu Phạn hơi giật mình nhưng nhìn ánh mắt sáng trong của Diệp Quân, không có ý đồ khác trong đó, cô ta hơi ngượng ngùng, đồng thời cũng có chút thất vọng và phức tạp. Ngay cả bản thân cô ta cũng không rõ tâm trạng của mình lúc này. Diệp Quân cứ thế kéo Chu Phạn đi xuống dưới. Sắc mặt Hữu lão ở bên dưới cực kỳ nghiêm trọng. Ở đế quốc Đại Chu không ai dám làm trái chiếu chỉ của hoàng đế bệ hạ.
chưa từng có ai dám làm điều này. Sấu Nguyên thì lại rất bình tĩnh, không hoảng sợ chút nào. Hoàng tộc Đại Chu gì chứ? Nếu cậu Diệp này gọi cô một tiếng thì Đại Chu sẽ trở thành quá khứ thôi. Trong góc tối nào đó, Chu Đế cũng đang nhìn Diệp Quân và Chu Phạt, phía sau gã là nhà sư già đang cầm một chuỗi hạt Phật, thấp giọng tụng kinh. Chu Đế cười nói, mọi người đều nói Kiếm Tu là người phong lưu nhất, hôm nay gặp được, quả nhiên là thế, mặc dù cảnh giới của Kiếm Tu thiếu niên này chỉ là 8 phần thần tính nhưng hắn lại đầy vẻ kiêu ngạo, chẳng xem Hoàng thất Đại Chu là chuyện gì to tát cả, không biết thực lực này của hắn có thể chống đỡ được sự kiêu ngạo của hắn không. Lão Hòa Thượng vẫn tiếp tục niệm kinh, không nói gì. Chu Đế mỉm cười nói, Đại sư, ông tính xem mệnh của thiếu niên này được không? Xem thử hắn có thể sống qua ngày hôm qua không? Lão Hòa Thượng mở mắt ra nhìn Diệp Quân phía đằng xa, sau đó bình tĩnh nói, không đáng. Dứt lời, ông ta lại nhắm mắt lại. Chu Đế cười nói, Đại sư, ta hơi tò mò, phá vỡ quy tắc một lần vì ta được không? Lão Hòa Thượng khẽ gật đầu, nếu Điện Hạ đã muốn biết thì ta sẽ phá vỡ quy tắc một lần. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Quân, sau đó xòe tay phải ra, bấm ngón tay tính toán, thoáng chốc sợi dây nhân quả số mệnh xung quanh bắt đầu tụ lại, nhưng ngay sau đó ông ta tựa như cảm nhận được gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó một tia kiếm quang lướt qua trong đôi mắt ông ta. Vèo! Máu văng ra tung tóe. Lão Hòa Thượng xót xa hô lên, không ổn, ta mù rồi. Chu Đế! Nhìn Lão Hòa Thượng mặt đầy máu. Chu Đế ngơ ngác vội hỏi, chuyện gì thế? Lão Hòa Thượng run giọng nói, trên người hắn có sự tồn tại mà nhân quả không biết rõ, không thể quan sát, mẹ kiếp. Chu Đế! Ở một bên khác, lúc này Chu Mục Nhị Hoàng tử cũng đang dõi theo Diệp Quân, gã mỉm cười, đạo trưởng, ông nghĩ người này thế nào? Đạo sĩ nhìn Diệp Quân ở phía xa, sau đó nói, khí chất bất phàm, nhân gian hiếm có. Chu Mục cười nói, đúng là thế thật, phải nói là khả năng nhìn người của cửu muội ta rất chuẩn xác, nhưng thiếu niên này cũng quá lỗ mãng, không xem Hoàng thất Đại Chu ta ra gì cả, cứ thế mà dẫn nó đi. Nếu ta là hắn thì đành nhẫn nhịn một thời gian, tìm cách khác, chứ không đẩy mình và cửu muội vào tuyệt cảnh như bây giờ. Nói đến đây gã khẽ lắc đầu, tài năng có thừa, thông minh không đủ. Thấy Chu Mục đã đưa ra đánh giá, đạo sĩ không tiện nói gì thêm nữa. Nhắm mắt lại. Ở đằng xa, Diệp Quân kéo tay Chu Phản chậm rãi đi xuống bậc thang đá. Chu Phản để mặc Diệp Quân kéo tay cô ta, lúc này cô ta cảm thấy hơi hoang đường. Cô ta biết rõ làm trái với chiếu chỉ của Hoàng đế Đại Chu sẽ có kết cục thế nào, chắc chắn sẽ chết. Chưa từng có ai dám làm như vậy. Chiếu chỉ của Hoàng đế Đại Chu đại diện cho quyền uy vô thượng, không cho phép nghi ngờ và làm trái. Nhưng khi thiếu niên đó nói với cô ta, cô tin ta thì đi theo ta, cô ta lại không do dự đi theo hắn. Cũng không biết tại sao cô ta bỗng cảm thấy cho dù có cùng chết ở đây thì cũng chẳng có gì không tốt. Nghĩ đến đây, cô ta bỗng bật cười. Không để sống chết lợi ích trong lòng. Ngay lúc này, mây đen dày đặc bỗng kéo đến, trong đám mây đen dày đặc xuất hiện vô số tia chớp, từng luồng uy lực đánh xuống, trời đất rung chuyển. Một giọng nói bỗng vang lên từ chân trời, Chu Phạt, nếu cô bước ra khỏi bậc thang cuối cùng, ta lập tức sẽ khiến cô chết. Thiên đạo hoàng thành. Lúc này Diệp Quân và Chu Phạt đã bước đến bậc thang cuối cùng. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Chu Phạt, mỉm cười nói, có sợ không? Chu Phạt gật đầu, sợ. Dứt lời, cô ta cười nói, mà cũng không sợ. Diệp Quân bật cười, hắn kéo Chu Phạt bước xuống bậc thang cuối cùng. Ầm, một cột sấm chớp bỗng xuyên qua mây đen đánh thẳng xuống. Trời đất chấn động. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng xòe tay ra, một đốm lửa xuất hiện trong tay phải hắn. Chỉ một tích tắc trời đất bỗng trở nên yên tĩnh. Cột sấm chớp đó dừng ở giữa không trung, không dám đánh xuống nửa tấc. Mắt Chu Đế tròn xoe, sắc mặt trắng bệch. Hai tay Chu Mục siết chặt, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay Diệp Quân, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Trong chỗ tối xung quanh, rất nhiều ông lớn hóa đá. Lửa thiên hành. Đương nhiên là họ nhận ra lửa thiên hành, Hoàng thất Đại Chu có rất nhiều sách cổ viết về lửa thiên hành, dù sao thì hiện nay nền văn minh thiên hành là vũ trụ nền văn minh cấp 5 duy nhất được biết đến. Một khi lửa thiên hành xuất hiện tức có nghĩa là tiêu diệt thế gian.
Lúc này lửa thiên hành xuất hiện trong tay thiếu niên này. Thiếu niên này đến từ nền văn minh thiên hành. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người ngay lúc này. Hữu lão ở đằng xa nhìn lửa thiên hành trong tay Diệp Quân, run giọng nói, đây là lửa thiên hành. Sấu Nguyên bình tĩnh nói, lửa thiên hành cũng chỉ thế. Hữu lão quay đầu nhìn Sấu Nguyên, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc này Chu Phản bên cạnh Diệp Quân cũng khá kinh ngạc, cô ta biết chắc là Diệp Quân có con át chủ bài nhưng cô ta không ngờ Diệp Quân lại lấy một ngọn lửa thiên hành ra. Lẽ nào hắn đến từ nền văn minh thiên hành? Chu Phản quay sang nhìn Diệp Quân, hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn là chấn động. Diệp Quân ngẩng đầu lên, Hoàng đế Đại Chu đang ở đâu? Giọng nói được hắn thêm huyền khí vào nên lan đi khắp nơi, cả Đại Chu đều nghe thấy rất rõ. Hoàng đế Đại Chu đang ở đâu? Tất cả người dân trong Đại Chu đều tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó là tức giận, lại dám vô lễ như thế à? Các cường giả đỉnh cấp ẩn nấp trong tối ở xung quanh Diệp Quân đều không dám lên tiếng. Hòa thượng sau lưng Chu Đế run giọng nói, nền văn minh thiên hành, thảo nào thiếu hiệp này đến từ nền văn minh thiên hành. Sắc mặt Chu Đế cực kỳ khó coi, lúc này gã nghĩ đến rất nhiều khả năng sau này, liên quan đến bản thân gã, hơn nữa đều là những khả năng cực kỳ bất lợi. Lúc này sắc mặt của Chu Mục ở một bên khác đã bình tĩnh lại, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân thấy Hoàng đế Đại Chu không xuất hiện, lập tức dùng huyền khí thúc dục lửa thiên hành, ngọn lửa lập tức bùng lên. Thấy thế mí mắt những người nấp trong tối khẽ giật. Lẽ nào tên này muốn phóng hỏa? Ngay lúc này thời không cách trước mặt Diệp Quân không xa bỗng nứt ra, sau đó một người đàn ông trung niên mặc đồ màu vàng bước ra. Người đàn ông trung niên có gương mặt hiền hậu, trông có vẻ khá nho nhã, không có gì gọi là khí chất bá vương cả. Hoàng đế Đại Chu, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả hai người Chu Đế và Chu Mục. Sấu Nguyên không quỳ, ông ta chỉ nhận định Diệp Quân là chủ nhân. Chu Phản bên cạnh Diệp Quân định quỳ xuống nhưng lại bị Diệp Quân kéo lại, hắn nhìn Chu Phản mỉm cười nói, đừng quỳ. Chu Phản do dự một lúc, sau đó nói, đây là cha ta. Diệp Quân. Chu Phản định quỳ xuống nhưng lại bị một luồng sức mạnh dịu dàng đỡ lên. Hoàng đế Đại Chu nói với Chu Phản, nếu ta để con quỳ thì người đàn ông này của con sẽ phóng hỏa đốt cả Đại Chu ta mất. Chu Phản đỏ mặt nhưng không giải thích gì. Hoàng đế Đại Chu nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, bây giờ ta xuất hiện rồi đây, ngươi nói đi. Diệp Quân cảm thấy hơi ngờ vực, hình như người này không sợ lửa thiên hành chút nào, lẽ nào đối phương đã nhìn ra mình không phải đến từ nền văn minh thiên hành. Không nghĩ nhiều nữa. Diệp Quân nói, ta muốn dẫn Phản cô nương đi. Hoàng đế Đại Chu lắc đầu, không được. Diệp Quân nhíu mày, đang định nói thì Hoàng đế Đại Chu lại nói, người muốn dẫn nó đi với danh nghĩa gì? Diệp Quân sửng sốt. Chu Phản quay đầu nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân im lặng. Chu Phản bỗng cười nói, dĩ nhiên là với thân phận một người bạn. Hoàng đế Đại Chu nhìn Chu Phản, cảm thấy cực kỳ bất lực, đúng là con gái lớn không giữ được mà. Ông ta nhìn Diệp Quân, thân phận của một người bạn ư. Diệp Quân mỉm cười, tiền bối muốn ta lấy thân phận gì? Hoàng đế Đại Chu cười nói, vậy phải xem ngươi thế nào? Diệp Quân nói, mặc dù ta chỉ mới quen với Phản cô nương nhưng ta rất ngưỡng mộ trí tuệ và khí chất của Phản cô nương. Trong lòng ta, cô ta vừa là bạn của ta vừa là tri kỷ, cả cuộc đời của người đàn ông có lẽ sẽ có rất nhiều phụ nữ nhưng tri kỷ thì ngàn năm hiếm gặp. Nghe Diệp Quân nói thế, Chu Phản sửng sốt, sau đó cong môi cười. Hoàng đế Đại Chu thầm lắc đầu, tên này đúng là miệng lưỡi ngon ngọt, cũng rất lanh trí, nói nhiều như thế nhưng thật ra đang tránh nặng tìm nhẹ. Mục đích của ông ta rất đơn giản, muốn xác định quan hệ của Diệp Quân và Chu Phản. Thấy tên này chẳng sợ gì, lại còn vô cùng xảo quyệt, Hoàng đế Đại Chu cảm thấy hơi bất lực, chỉ đành quay sang nhìn Chu Phản, con tự mình chọn đi. Diệp Quân thầm thở phào, ông ta sắp thả người rồi. Thực lực của người trước mặt thâm sâu khó lường, nếu đối phương không chịu thả người, hắn cảm thấy đau đầu thật sự. Lúc này Chu Phản bỗng nói, con muốn ở lại Đại Chu. Diệp Quân quay lại nhìn Chu Phản, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chu Phản mỉm cười, ta đổi ý rồi. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Chu Phản khẽ cười nhưng lại không nói gì. Diệp Quân im lặng một lúc lâu.
sau đó khẽ nói, ta tôn trọng lựa chọn của cô. Dứt lời, hắn buông tay Chu Phạn ra, định rời đi, nhưng lúc này Chu Phạn lại nắm lấy tay hắn, sau đó nói, ngươi đừng giận. Diệp Quân lắc đầu, ta không giận. Chu Phạn khẽ nói, ngươi hiểu ý ta chứ, đúng không? Diệp Quân im lặng một lúc, sau đó thấp giọng thở dài. Thấy thế Chu Phạn cảm thấy vui mừng, môi cong lên nở nụ cười. Diệp Quân không nói gì nữa, mà lấy một tấm bùa truyền âm ra rồi đặt vào trong tay Chu Phạn, lần này đừng làm mất nữa, nếu cần gì cứ liên hệ với ta sẽ đến. Chu Phạn gật đầu, chắc chắn rồi. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, có duyên gặp lại. Chu Phạn buông tay Diệp Quân ra, sau đó khẽ nói, có duyên gặp lại. Diệp Quân không nói gì nữa, ngự kiếm bay lên, thoáng chốc đã biến mất ở tận cuối chân trời. Chu Phạn ngẩng đầu lên nhìn chân trời, im lặng một lúc rồi khẽ nói, phụ hoàng, con muốn làm thái tử. Dựa vào đâu? Hoàng đế Đại Chu nhìn Chu Phạn, nghiêm túc hỏi. Chu Phạn hỏi ngược lại, tại sao lại không? Hoàng đế Đại Chu im lặng không nói. Chu Phạn mỉm cười nói, phụ hoàng, sao không cược một trận lớn? Cược. Hoàng đế Đại Chu quay sang nhìn chân trời, khẽ nói, kẻ thù của hắn là Ác Đạo Minh. Ác Đạo Minh. Người ngoài không biết rõ về thế lực này, nhưng ông ta vẫn biết chút ít về nó. Ngoài mấy ác đạo lớn mạnh trong vũ trụ, trong thế lực này vẫn có rất nhiều cường giả đỉnh cấp, còn rốt cuộc Ác Đạo Minh này thâm sâu thế nào, ngay cả ông ta cũng không rõ. Nói đơn giản là thế lực này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Chu Phạn nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió làm rối tung của mình, cười nói, cũng là bởi vì kẻ thù của hắn là Ác Đạo Minh. Hoàng đế Đại Chu sửng sốt, sau đó bật cười. Ác Đạo Minh mạnh không? Cực kỳ mạnh. Mạnh hơn rất nhiều so với căn cơ hiện giờ của Đại Chu. Thế nhưng người có thể đối đầu với Ác Đạo Minh, hắn yếu sao? Chắc chắn là không. Chu Phạn nhìn chân trời, yên lặng đợi người đàn ông bên cạnh trả lời. Nếu phụ hoàng của mình đồng ý cược thì vị trí thái tử sẽ thuộc về cô ta. Nếu không cô ta sẽ không có duyên với vị trí thái tử. Sở dĩ lần này cô ta làm thế là vì Đại Chu, cũng vì bản thân. Hoàng đế Đại Chu bỗng nói, nhà đầu, con nói xem, hắn là người của nền văn minh thiên hành thật sao? Chu Phạn nói, nếu con nói phải, phụ hoàng tin không? Hoàng đế Đại Chu mỉm cười nói, ta không tin. Nền văn minh thiên hành dễ nói chuyện vậy sao? Tất nhiên là không. Mặc dù thiếu niên đó cực kỳ kiêu ngạo, muốn làm cho mọi người nghĩ hắn đến từ nền văn minh thiên hành thật nhưng quá mức rõ ràng. Hoàng đế Đại Chu bỗng nói, người đâu? Một ông lão mặc cung bào bỗng xuất hiện trước mặt Hoàng đế Đại Chu, ông ta hơi cúi người xuống. Hoàng đế Đại Chu bình tĩnh nói, từ nay về sau, Chu Phạn chính là thái tử đời thứ 33 của Hoàng thất Đại Chu, cộng thêm hàm đại nguyên soái binh mã thiên hạ, ban cho thiên tử lệnh Đại Chu, thiên long ấn Đại Chu, thần binh phù Đại Chu. Nghe Hoàng đế Đại Chu nói thế, người xung quanh đều hóa đá. Đại nguyên soái binh mã. Có thể điều động tất cả quân đội và quân viễn chinh ở bên ngoài của Đại Chu. Thiên tử lệnh Đại Chu có thể điều động tất cả quân đội trong nước, bao gồm cả quân cận vệ và cấm vệ hoàng thành Đại Chu. Thiên long ấn Đại Chu, ấn này có thể điều động tất cả quan lại Đại Chu, có ấn này trong tay, một câu nói của Chu Phạn có thể ngay lập tức rút hết tất cả quan lại và mưu sĩ cao cấp bên cạnh các hoàng tử, công chúa. Điều đáng sợ nhất vẫn là thần binh phù Đại Chu. Năm đó lúc khai quốc, người sáng lập Đại Chu đã lập ra một đội quân vô địch thiên hạ, tên là quân thần sách Đại Chu. Đội quân này là đội quân bí ẩn nhất, mạnh nhất Đại Chu, là đội quân được Hoàng đế Đại Chu các thời xem trọng nhất. Đội quân này là sự tồn tại đỉnh cấp nhất ngoài Hoàng đế Đại Chu. Kể từ khi lập quốc, đội quân thần sách này luôn là đối tượng huấn luyện quan trọng nhất của Đại Chu. Sau nhiều năm phát triển, cấp bậc thấp nhất của đội quân này là cảnh giới 10 phần thần tính. Điều đáng nói là đội quân này không ở Đại Chu mà tự tu hành ở bên ngoài, nhưng mỗi năm họ đều có thể nhận được tài nguyên của Đại Chu. Họ chỉ tuân theo thần binh lệnh Đại Chu, cũng chỉ có thần binh lệnh của Đại Chu mới có thể triệu hồi họ. Bây giờ Hoàng đế Đại Chu lại giao lệnh này cho Chu Phạn. Có thể nói bây giờ Chu Phạn là người có thực quyền lớn nhất, cũng là thái tử có thực quyền lớn nhất trong lịch sử Đại Chu. Những người ẩn nấp trong tối đều tỏ ra khó tin. Đây có phải là thái tử đâu.
Đây quả thật là nữ hoàng Đại Chu rồi đấy chứ. Chu Mục ở trong tối muốn chạy ra nhưng lại bị đạo sĩ đó ngăn lại. Sắc mặt Chu Mục cực kỳ khó coi, gã thật sự không cam lòng, lên kế hoạch nhiều năm như vậy mà lại thua. Ai có thể cam tâm được chứ? Còn Chu Đế đã xông thẳng đến trước mặt Hoàng đế Đại Chu, gã vừa định lên tiếng, Hoàng đế Đại Chu thờ ơ nhìn gã. Chỉ một cái nhìn thôi, Chu Đế đã biến sắc, cả người như bị trúng đòn, lập tức lùi lại sau, không nói gì nữa. Ông lão mặc đồ trong cung trước mặt Hoàng đế Đại Chu chậm rãi đi đến trước mặt Chu Phạt, sau đó lấy ra một lệnh bài, một phù ấn và một ấn rồng ra rồi cung kính đưa chúng cho Chu Phạt. Chu Phạt hít sâu một hơi, sau đó nhận lấy ba thứ này. Lúc Chu Phạt nhận lấy ba thứ đó, ông lão mặc đồ trong cung chưa từng hành lễ với ai ngoài Hoàng đế Đại Chu bỗng quỳ xuống. Chu Phạt vội đỡ ông lão mặc đồ trong cung lên, mỉm cười nói, à ông Thúc. Thúc là người đã nhìn ta trưởng thành mà. Dĩ nhiên cô ta không dám kiêu căng. Ông lão mặc đồ trong cung trước mặt này là quan lại mạnh nhất trong lịch sử Đại Chu. Không ai biết lai lịch của ông ta, cũng không ai biết sốt cuộc ông ta mạnh thế nào, chỉ biết ông ta đã ở đây từ đời của người sáng lập Đại Chu cho đến tận bây giờ. Đồng hành với đất nước, vô tận mãi mãi. Mà ông ta cũng chỉ nghe lệnh của thần binh phù. Bây giờ hành lễ chính là thần phục. Đương nhiên, đây cũng là vì Hoàng đế Đại Chu cố ý làm thế, mặc dù cảnh giới của Chu Phạn không thấp nhưng thật ra chỉ là gì so với cả vũ trụ, nếu bên cạnh không có một cường giả đỉnh cấp đi theo thì rất dễ bị hại. Dù sao sau khi Đại Chu chọn đi theo thiếu niên đó tức là kẻ thù của Đại Chu là Ác Đạo Minh. Hôm nay Đại Chu lập ra thái tử, ngày mai thái tử bị phanh thây ở đầu đường, vậy chẳng phải muốn người đời chê cười sao? Ông lão đó mỉm cười, không nói gì nhiều. Chỉ lùi sang bên cạnh Hoàng đế Đại Chu. Chu Phạn biết họ có lời muốn nói, thế là cúi người thật thấp với Hoàng đế Đại Chu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Chu Phạn đi, ông lão đó nói, bệ hạ, đánh cược vận mệnh của cả đất nước có hơi lớn. Hoàng đế Đại Chu bỗng nói, ngọn lửa thiên hành đó bị người ta trấn áp rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Ông lão đó sửng sốt, một lúc sau gật đầu, nên cược. Ở trong tối, Chu Mục ngồi dưới đất khẽ cười, lên kế hoạch nhiều năm cứ thế thất bại, đúng là nực cười. Đạo sĩ lắc đầu, điện hạ, phải tỉnh táo. Vẻ mặt Chu Mục hơi khác thường, tỉnh táo thế nào được? Đạo sĩ nói, bệ hạ đang đánh cược vận mệnh của đất nước, nếu người không nhìn thấy điểm này e là nguy hiểm. Đánh cược vận mệnh đất nước. Chu Mục siết chặt nắm đấm, một lúc sau gã hít sâu một hơi, sau đó đứng lên cười nói, đi. Đi chúc mừng cửu muội. Đạo sĩ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Nếu lúc này mà không thấy rõ tình thế, còn tính toán lợi ích cá nhân thì thật sự đáng chết. Đứng trước tương lai của một nước, ngay cả hoàng đế bệ hạ còn từ bỏ hoàn toàn quyền lực, huống gì một hoàng tử nhỏ bé chứ. Sở dĩ hoàng đế bệ hạ từ bỏ quyền lực, ý tứ rất đơn giản, không đánh cược thì không đánh cược, một khi cược thì phải cược tất cả. Tất cả tài sản. Chu Mục bỗng nói, thầy ơi, thầy nói xem thiếu niên đó đến từ nền văn minh thiên hành thật sao? Đạo sĩ lắc đầu, không phải. Chu Mục hơi ngạc nhiên. Đạo sĩ lại nói, có lẽ lai lịch của hắn còn đáng sợ hơn nền văn minh thiên minh. Chu Mục quay phát lại nhìn đạo sĩ, mặt đầy vẻ khó tin. Ánh mắt đạo sĩ hiện lên vẻ phức tạp, ngọn lửa thiên hành, bị ai đó trấn áp rồi. Chu Mục run giọng nói, đây. Ngay lúc này một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt hai người, ông lão hơi cúi người xuống với hai người, sau đó nói, nhị điện hạ, đạo quân đại nhân, hoàng điện hạ cho mời. Hoàng điện hạ, ánh mắt Chu Mục hiện lên vẻ phức tạp, sau đó nói, ta đến ngay. Ông lão gật đầu, sau đó lùi đi. Chu Mục hơi ngờ vực, cửu muội tìm chúng ta. Đạo quân nói, cô ấy sắp đối phó với Ác Đạo Minh. Chu Mục trầm giọng nói, cửu muội và thiếu niên kia là kiểu quan hệ đó thật sao? Đạo quân bình tĩnh nói, nếu đúng là thế thì tốt, nếu không phải cũng không sao. Chu Mục nhìn đạo quân, nói thế là sao? Đạo quân nói, thiếu niên đó đã vượt qua cả vạn dặm để đến đây cứu cửu điện hạ, đủ thấy nhân cách và sự nghĩa hiệp của hắn. Cho dù họ không phải là kiểu quan hệ đó, nhưng những gì cửu điện hạ làm hôm nay chắc chắn sẽ được đền đáp. Đương nhiên. Nếu đúng là thế thì càng tốt. Chu Mục lặng thinh.
Đạo quân nhìn Chu Mục, thành khẩn mà nói, Tứ Điện Hạ vừa rồi không kiềm chế được lao ra, chắc chắn bệ hạ rất thất vọng, nếu trong lòng không có lợi ích quốc gia, chỉ có tư lợi, người như vậy sao có thể làm hoàng đế Đại Chu được. Bệ hạ, người phải học cách nhìn nhận mọi việc từ góc độ của bệ hạ. Chu Mục im lặng một lúc, cúi người xuống nói, ta biết rồi. Đạo quân gật đầu, đi thôi. Nói xong, hai người biến mất khỏi đó. Ở một nơi khác, tứ hoàng tử Chu Đế ngồi dưới đất, mặt xám như tro tàn. Phía sau gã là hòa thượng mắt đã mù, từ sau khi bị kiếm khí bí ẩn đó làm cho bị thương, bây giờ mắt ông ta vẫn chưa hồi phục. Chu Đế bỗng tự giễu, đại sư, ông nghĩ như vậy công bằng sao? Hòa thượng trầm giọng nói, bệ hạ làm thế quả thật là không công bằng, chùa Phạm Thiên ta tuyệt đối không đồng ý. Điện hạ yên tâm, sau khi về, ta sẽ nhờ sư huynh của ta Phương Trưởng Từ Thiên thỉnh cầu lời giải thích từ bệ hạ. Chu Đế do dự một lúc, sau đó lắc đầu, bây giờ mọi việc đã xong, e là đã muộn rồi. Hòa thượng nói, không muộn, vẫn còn cơ hội. Chu Đế quay sang nhìn hòa thượng trầm giọng nói, bệ hạ làm thế không chỉ phá vỡ quy tắc tranh giành vị trí thái tử trong những năm qua mà còn khiến cả Đại Chu gặp nguy hiểm, ông ấy làm thế là làm trái quy tắc. Chu Đế vội nói, thầy cẩn thận lời nói. Hòa thượng cười nhạo, sợ gì chứ? Điện hạ tin ta không? Chu Đế khẽ gật đầu, dĩ nhiên là ta tin đại sư tử địa rồi, nhưng bây giờ mọi việc đã được ấn định, chúng ta có làm gì cũng chỉ chọc cho phụ hoàng giận thôi. Từ địa nói, chùa Phạm Thiên có đến cả trăm vạn hòa thượng, hàng trăm vạn tín đồ, có bọn ta ủng hộ điện hạ, cho dù là điện hạ, ông ta cũng phải thận trọng đối đãi với người. Chu Đế vẫn hơi do dự. Từ địa nói, điện hạ, cứ thế mà bỏ cuộc, điện hạ cam lòng sao? Chu Đế siết chặt nắm đấm, lên kế hoạch nhiều năm như vậy mà lại bỏ cuộc, dĩ nhiên gã không cam tâm rồi. Thật sự không cam lòng. Từ địa nói tiếp. Hơn nữa người phụ nữ đó nắm giữ đại quyền, điện hạ nghĩ cô ta sẽ bỏ qua cho điện hạ và nhà mẫu tộc của điện hạ sao? Chu Đế im lặng, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Từ địa lại nói, điện hạ, chúng ta vẫn còn cơ hội, nhất định phải làm loạn đến mức long trời lở đất. Chu Đế vẫn khá lo lắng. Từ địa nắm lấy tay Chu Đế, đừng lo, tin ta có thể. Thái tử điện. Trong điện, Chu Phạn đang gửi đi từng mệnh lệnh. Cô ta đang triệu hồi tất cả cường giả đỉnh cấp trên 10 phần thần tính ở bên ngoài. Muốn đối phó với ác đạo minh thì tất nhiên cường giả bình thường không có tác dụng, thật ra có thể 10 phần thần tính không có quá nhiều tác dụng. Đại chiến nền văn minh thật sự, thắng thua đều do cường giả đỉnh cấp nhất ở hai bên quyết định. Nhưng cô ta vẫn triệu hồi cả các cường giả 10 phần thần tính, vì cô ta phải có một kế hoạch trong trường hợp tệ nhất. Không đánh thì thôi, đã đánh thì phải dốc hết sức. Ngay lúc này Chu Mục và đạo quân bước vào, vừa bước vào, Chu Mục cúi người với Chu Phạn, bái kiến Hoàng Điện Hạ. Đạo quân cũng hơi cúi người xuống. Trong nước Đại Chu, bất kỳ tông môn nào cũng đều phải nghe lệnh của Hoàng thất Đại Chu. Chu Phạn bỏ sắc lệnh trong tay xuống, nhìn Chu Mục mỉm cười nói, nhị ca, đạo quân, mời ngồi. Nói xong, nhanh chóng có người đem hai cái ghế đến để phía sau hai người. Chu Mục ngồi xuống. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì, gã lại dịch về phía trước, chỉ ngồi một nửa. Đạo quân không ngồi xuống, mà đứng ở một bên. Chu Phạn nói, đạo quân, nhị ca, lần này mời hai người đến chỉ vì một việc, đó là đối phó với ác đạo minh. Chu Mục do dự, đang định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Chu Phạn nhìn đạo quân, gã vội dừng lại. Thấy Chu Phạn nhìn mình, đạo quân trầm ngâm nói, Phạn điện hạ, ta có một việc không hiểu. Mong người giải đáp. Chu Phạn nói, mời đạo quân nói. Đạo quân nói, rốt cuộc vị Diệp công tử đó và ác đạo minh có thủ oán gì? Có thể hòa giải được không? Chu Phạn chậm rãi nói, theo ta được biết, Diệp công tử đến từ một vũ trụ tên là vũ trụ Quan Huyên, nơi này có một cường giả cực kỳ mạnh, một mình có thể áp chế được cả ngàn vạn lần vũ trụ kiếp, mà mục đích của ác đạo minh là muốn cứu vị ác đạo đó ra. Đạo quân hỏi, Diệp công tử và cường giả đó có quan hệ? Chu Phạn gật đầu, ừ. Đạo quân trầm ngâm một lúc rồi hỏi, là mâu thuẫn không thể hòa giải sao? Chu Phạn gật đầu nói, đúng thế. Đạo quân bỗng nói, Phạn điện hạ biết bao nhiêu về Diệp công tử đó? Chu Phạn lặng thinh.
cô ta thật sự không biết nhiều về Diệp Quân. Đạo quân nhìn Chu Phạn, sau đó nói, xem ra điện hạ đối với Diệp công tử đó là 8 phần tình cảm, 2 phần lợi ích. Chu Phạn im lặng không cãi lại. Đạo quân nói tiếp, cuối cùng điện hạ lựa chọn ở lại Đại Chu, đó là 10 phần tình cảm rồi. Chu Phạn mỉm cười nói, đạo quân đại nhân, nếu ta không có cơ duyên lần này thì có lẽ không còn cơ hội tranh giành vị trí thái tử này nữa. Nhà họ Đạo. Ở trong Đại Chu, nhà họ Đạo và chùa Phạm Thiên là 2 thế lực tông môn mạnh nhất. 2 tông môn này lần lượt lựa chọn Chu Mục và Chu Đế, còn cô ta, thế lực ủng hộ cô ta đứng sau đó một chút, đó là Huyền Tiên Tông, Hữu Lão và Tả Lão đến từ Huyền Tiên Tông. Nhưng thế lực bên nhà mẹ của cô ta mạnh hơn nhà mẹ của Chu Mục và Chu Đế. Đạo quân nói, điện hạ, bây giờ chúng ta gặp phải 2 vấn đề lớn nhất. Thứ nhất, chúng ta không biết thực lực thật sự của Ác Đạo Minh, thứ hai là chúng ta không biết thực lực của thế lực đứng sau Diệp công tử. Chu Phạn gật đầu, ta biết. Đạo quân nhìn Chu Phạn, sau đó nói, vậy chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn, ở lại ủng hộ Diệp công tử. Chu Phạn nói, ừ. Đạo quân lặng thinh. Chu Phạn chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, không giấu gì đạo quân đại nhân, sở dĩ ta ở lại để tranh ngôi vị thái tử vừa là vì lợi ích riêng mà cũng là vì đất nước. Việc từ là bản thân ta có thiện cảm với Diệp công tử, nói thẳng ra có lẽ là thích nên muốn giúp hắn, về công là vì đất nước, đạo quân đại nhân, ta tin sau này Đại Chu sẽ không hối hận khi chọn Diệp công tử, chúng ta chắc chắn có thể mượn sức của Diệp công tử để tiếp xúc với vào vũ trụ nền văn minh cấp 5. Vũ trụ nền văn minh cấp 5. Cuối cùng trong đôi mắt trước giờ không dao động của đạo quân cũng hiện lên vẻ động lòng. Đây chính là nguyên nhân Hoàng đế Đại Chu lựa chọn đánh cược. Tiếp xúc với vũ trụ nền văn minh cấp 5. Đạo quân nhìn Chu Phạn, Phạn điện hạ, mặc dù ta có thể đoán được nhưng vẫn không dám chắc chắn, rốt cuộc Diệp công tử đó có phải đến từ một vũ trụ nền văn minh cấp 5 không? Chu Phạn mỉm cười nói, chỉ cao chứ không thấp. Thật ra cô ta cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng lúc này cô ta chỉ có thể nói thế. Đôi khi làm người không thể thành thật quá mức. Đạo quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Phạn điện hạ gọi ta đến là muốn ta dùng trận pháp Chu Đạo của nhà họ Đạo ta hà. Trận pháp Chu Đạo. Chu Mục ở một bên nghe thế cũng cảm thấy kinh ngạc. Trận pháp Chu Đạo này là trận pháp hàng đầu của nhà họ Đạo, là trận pháp do chính thủy tổ nhà họ Đạo tạo ra. Nếu thi triển thì có thể diệt thần giết đạo. Uy lực của nó không thua kém gì trận pháp phục tiên mà thủy tổ hoàng tộc Đại Chu tạo ra cả. Chu Phạn gật đầu, đúng thế. Đạo quân không nói gì. Chu Phạn nói, ta thay mặt Diệp công tử hứa với đạo quân, một khi trận pháp Chu Đạo được mở ra, Diệp công tử nợ đạo giáo một ân tình. Nếu hắn đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 5, sau này đạo giáo có thể đến vũ trụ nền văn minh cấp 5 dạy và thu nạp đệ tử. Im lặng hồi lâu, đạo quân mới nói, trước khi đến, ta đã mời đạo chủ chi phái 12 của nhà họ đạo đến đây, lúc này hẳn là họ đã vào hoàng thành rồi. Còn trận pháp Chu Đạo, nó có thể mở ra bất cứ lúc nào. Chu Phạn sửng sốt, sau đó hơi cúi người xuống, đạo quân vội nghiêng người tránh đi, sau đó nghiêm túc nói, Phạn điện hạ, đối phó với Ác Đạo Minh thì phải dốc toàn lực. Chu Phạn gật đầu, ta hiểu. Đạo quân lại nói, điện hạ. Đừng quên chùa Phạm Thiên. Chu Phạn mỉm cười nói, đạo quân và ta có chung ý nghĩ rồi, vừa lúc ta muốn đến chùa Phạm Thiên một chuyến, đạo quân có muốn đi cùng không? Đạo quân lắc đầu, điện hạ cũng biết quan hệ giữa nhà họ đạo ta và chùa Phạm Thiên đấy, ta mà đi thì chỉ thêm loạn thôi. Chu Phạn gật đầu, sau đó nhìn Chu Mục cười nói, nhị ca, Đại Chu rất lớn, một mình muội không thể quản hết, thế nên vẫn cần nhị ca giúp đỡ nhiều mới được. Chu Mục đứng dậy vui mừng nói, điều nên làm. Chu Phạn mỉm cười, sau khi dặn dò xong vài chuyện, cô ta ra khỏi Thái Tử Điện, biến thành tia sáng biến mất ở tận cuối chân trời. Không lâu sau, Chu Phạn đến dưới chân một ngọn núi lớn, bên cạnh cô ta là ông lão mặc đồ trong cung. Chu Phạn vừa đến dưới chân núi thì nghe được một tiếng chuông vang lên từ trên đỉnh núi, ngân vang rất dài. Chùa Phạm Thiên. Chùa Phạm Thiên tọa lạc trong một dãy núi, xung quanh là hàng vạn ngọn núi chọc trời, vô cùng hùng vĩ, nhất là giữa núi, những lớp mây bao bọc xung quanh như tiên cảnh. Chu Phạn không có thời gian để ngắm cảnh đẹp, cô ta nhanh chóng đi đến đỉnh núi, một ngôi chùa cổ xuất hiện trong tầm mắt của cô ta.
Ngôi chùa cổ được xây dựng trên một vách núi, nhìn từ xa nó như được gắn vào vách núi, cực kỳ nguy hiểm. Vì phải tranh giành vị trí thái tử mà mấy năm nay cô ta chưa từng đến đây, đây là lần đầu tiên. A ông bỗng nói, điện hạ, không lâu trước đó, Từ Địa đã về chùa Phạm Thiên. Chu Phạn mỉm cười, vậy chúng ta đợi thêm lát nữa. A ông gật đầu. Chu Phạn nói, nghe nói năm đó Từ Thiên Đại Sư xuất thân từ Thổ Phỉ. A ông khẽ gật đầu, năm đó cũng là người trên tay dính máu của nhiều người nhất, sau khi được phương trượng đời trước khai sáng, cuối cùng quy y cửa Phật. Chu Phạn hơi tò mò, xuất thân từ Thổ Phỉ thì chắc là bản tính hung hăng, sao lại chịu quy y cửa Phật? A ông bình tĩnh nói, phương trượng đời trước cũng không phải người tốt lành gì. Chu Phạn sửng sốt, sau đó cười nói, thì ra là thế. Trong chùa Phạm Thiên, một nhà sư mặc áo cà sa khoanh chân ngồi trên đệm cói, tay cầm một chuỗi hạt gỗ, thầm niệm kinh cổ. Trước mặt ông ta là Từ Địa vừa trở về. Từ Địa bỗng bước đến trước, vẻ mặt hung dữ, sư huynh, chúng ta ra tay đi. Nhà sư mở mắt ra, ông ta không nói gì mà nhấc ấm trà đã pha bên cạnh lên đưa đến trước mặt Từ Địa. Từ Địa nói, sư huynh, ta không uống. Nhà sư nhìn Từ Địa, ta bảo đệ bưng, không cho phép sử dụng hộ thể thần lực. Mặc dù Từ Địa hơi cạn lời nhưng cũng không dám phản kháng, đành phải làm theo, ông ta cầm lấy ấm trà, mà lúc này nhà sư bỗng đè lại tay phải. Thoáng chốc tu vi của Từ Địa bị chấn áp, sắc mặt Từ Địa thay đổi, muốn buông ấm trà ra nhưng ấm trà lại dính chặt vào tay ông ta. Từ Địa hoảng sợ nói, sư huynh, huynh làm gì thế? Từ Thiên bình tĩnh nói, có nóng không? Từ Địa hãi hùng nói, chết tiệt, sư huynh, huynh nói xem có nóng không? Mau lấy ra. Tay phải Từ Thiên hơi nhấc lên, ấm trà rơi xuống đất. Từ Thiên chắp hai tay thành chữ thập. Thấp giọng nói, buông được thì không còn đau nữa. Từ Địa do dự, sau đó nói, ý của sư huynh là chúng ta không cần gây loạn, cứ làm phản thôi à. Từ Thiên nổi giận, nghiệp chướng. Từ Địa. Từ Thiên chắp hai tay thành chữ thập, thầm niệm, tội lỗi, người xuất gia sao có thể nói lời thô lỗ như vậy, thiện tai. Từ Địa do dự một chốc, sau đó nói, sư huynh, cứ thế buông bỏ, có thể cam lòng được sao? Từ Thiên ổn định lại tâm trạng, sau đó nhìn Từ Địa, để có đánh lại hoàng đế bệ hạ không? Từ Địa suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Hoàng đế Đại Chu đó xuất thế vô song, mấy mươi vạn năm trước đã là cường giả cảnh giới khai đạo, sao có thể là người ông ta đánh lại được chứ? Từ Thiên lại hỏi, chùa Phạm Thiên ta có thể đánh lại hoàng thất Đại Chu? Từ Địa lại lắc đầu. Từ Thiên nói, vậy để có gì mà không cam lòng? Từ Địa trầm giọng nói, sư huynh, mắt ta bị mù, có thể không trả thù này sao? Từ Thiên nhìn hai mắt Từ Địa thở dài, đệ có từng nghĩ đối phương có thể âm thầm làm hại đôi mắt của đệ, thực lực đó là người mà đệ có thể đối đầu à? Từ Địa trầm giọng nói, ta biết, thực lực của ta chắc chắn không phải là đối thủ của người sau lưng thiếu niên kiếm tu đó, nhưng sư huynh nhất định làm được. Có huynh ở đây, ta sợ cái quái gì nữa, đánh xong là xong việc. Từ Thiên nổi giận, đệ khoác lác là việc của đệ, đừng để ta gánh được không vậy. Ông ta lại chắp hai tay thành chữ thập, vội nói, thiện tai, ta ở cùng với đệ không lúc nào là không nổi nóng cả, đúng là tội lỗi. Từ Địa. Từ Thiên niệm vài lần kinh tịnh tâm, lúc này mới khiến mình bình tĩnh lại, ông ta nhìn Từ Địa, sau đó nói, đệ nghĩ thử xem thiếu niên đó có lửa thiên hành. Từ Địa cắt lời Từ Thiên. Hắn chắc chắn không thể là người nền văn minh thiên hành, hắn chẳng qua là đang cáo mượn oai hùm, cho dù là người nền văn minh thiên hành, có sư huynh ở đâu, sợ gì chứ? Mẹ kiếp! Từ Thiên bỗng nổi nóng, ông ta tức giận chỉ vào Từ Địa, run giọng nói, nghiệp chướng, đệ, nếu không phải năm đó sư phụ đã dặn dò thì hôm nay ta đã đánh chết đệ rồi, kẻo đệ lại gây họa cho chùa Phạm Thiên. Từ Địa! Từ Thiên tức giận nói, còn nhìn gì nữa? Mau đi bế quan cho ta, không được ra khỏi núi trong 100 năm, nếu không ông đây chém chết đệ. Thấy Từ Thiên nổi giận thật rồi, Từ Địa không dám nói gì thêm nữa, xoay người chạy đi. Sau khi Từ Địa đi, Từ Thiên ngồi xuống hít sâu một hơi, mẹ kiếp. Ông đây niệm Phật ở ngàn năm là vì muốn tiêu trừ tội nghiệp, đệ thì hay rồi, sợ ông đây chết muộn quá à, hay sao mà lại ra sức tạo nghiệp cho ta.
Lúc này một chú tiểu bỗng đi đến. Từ Thiên vội lấy lại vẻ từ bi. Chú tiểu cung kính nói, phương trưởng, cửu điện hạ của Hoàng thất Đại Chu đang đợi ở ngoài. Từ Thiên nói, mau mời vào. Chú tiểu đứng lên rời đi, chỉ nghe Từ Thiên lại nói, để ta tự đi đón. Nói xong, ông ta biến mất khỏi đó. Ngoài chùa Phạm Thiên, Chu Phạn đang đợi bỗng mở mắt ra, một nhà sư từ xa đi đến. Chính là Từ Thiên. Từ Thiên bước chân đến trước mặt Chu Phạn, hai tay chắp lại thành chữ thập, Phạn điện hạ giá đáo, không thể nghênh đón từ xa, mong thứ tội. Chu Phạn mỉm cười nói, đại sư, lần này ta đến đây là muốn chùa Phạm Thiên giúp đỡ. Đi thẳng vào vấn đề. Từ Thiên mỉm cười, người xuất gia lòng luôn từ bi, rộng lượng với thế giới, chỉ cần là vì Đại Chu, chùa Phạm Thiên sẽ không từ chối. Chu Phạn nói, ta muốn đấu với ác đạo minh. Từ Thiên chớp mắt, sau đó nói, ồ. Chu Phạn nghiêm túc nói, ta muốn đại sư mở trận pháp đạo giáp của chùa Phạm Thiên bảo vệ cho ta. Từ Thiên không nói gì. Chu Phạn định lên tiếng thì lúc này một hư ảnh bỗng xuất hiện trước mặt Chu Phạn, hư ảnh đó nói, điện hạ, ác đạo minh muốn ra tay với Diệp công tử đó. Bọn ta điều tra được, đã có 5 cường giả cảnh giới khai đạo. Chu Phạn quay đầu nhìn Từ Thiên, đại sư, lập tức mở trận pháp đạo giáp, nếu không, ta lập tức chết ở chỗ này. Mẹ kiếp! Cả người Từ Thiên tê cứng. Diệp quân rời khỏi Đại Chu, đến một hành tinh đã đi vào thời kỳ cuối của sự sống, bốn bề tĩnh mịch, không có bóng sinh linh. Hắn dừng chân trước một thác nước rộng chừng 10.000 trượng, cao cũng tầm thế. Dòng nước phi từ trên cao xuống trông hùng vĩ vô cùng. Hắn ngồi xuống một tảng đá, nói tháp ra, giúp ta giấu khí tức. Tiểu tháp, đã làm. Diệp quân gật gù, bỗng nhất niệm xuất hiện trước mặt hắn, đôi tay hưng phấn bay múa. Hắn dịu dàng xoa đầu cô ta, cười nói, từ từ, đừng vội. Nhất niệm không đáp gì mà chỉ chạm ngón cái và ngón trỏ vào nhau, rồi kéo sang bên phải. Xoẹt! Thời không bị kéo mở, để một dòng sông vàng kỳ lạ chảy ra. Diệp quân kinh ngạc, tuế nguyệt trường hà. Nhất niệm gật đầu lia lịa. Diệp quân tỏ vẻ hoài nghi. Bỗng nghe tháp ra nói, chưa hiểu hả đại ca, tuế nguyệt trường hà cỡ nhỏ đó. Đầu óc Diệp quân có một thoáng trống rỗng. Nhất niệm đi qua đi lại với vẻ đăm chiêu trên mặt. Rồi hai mắt sáng lên, cô ta gọi kiếm thanh huyên xuất hiện trên tay. Diệp quân. Nhất niệm vung tay chạm nhẹ vào tuế nguyệt trường hà rồi dùng kiếm điểm xuống. Quỳnh. Toàn bộ dòng sông bị thu vào thanh kiếm. Tới đây cô ta mới trả kiếm lại cho Diệp quân với một nụ cười ngọt ngào trên mặt. Diệp quân vừa nắm tay quanh chuôi kiếm đã biến sắc, vội vàng thả nó ra với vẻ sợ hãi. Hắn vừa cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp, vô tận như linh khí trong đất trời. Đó không phải sức mạnh của kiếm thanh huyên. Nhất niệm giơ ngón tay lên, là sức mạnh tuế nguyệt của một thế giới. Diệp quân nhìn sang, của cả một thế giới. Nhất niệm gật đầu, dùng hai tay vẽ một vòng tròn, thế giới của chúng ta có vô số thế giới và thời không. Ta học được một phương pháp đặc biệt từ thời không của huynh, rút lấy sức mạnh tuế nguyệt từ huynh rồi thông qua thời không kia, rút sức mạnh tuế nguyệt từ một số sinh linh để sử dụng. Cô ta chỉ vào kiếm thanh huyên, vung một kiếm là tung ra tuế nguyệt của cả một thế giới. Diệp quân hỏi lại, đây là thứ muội đang nghiên cứu gần đây à? Nhất niệm gật đầu, phải. Diệp quân, vì ta. Nhất niệm cười rộ lên thật tươi. Diệp quân cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim, ôn hòa xoa đầu cô ta, cười nói, cảm ơn muội. Nhất niệm chỉ im lặng cúi mặt. Hắn hỏi, sao vậy? Nhất niệm thì thầm, vợ chồng mà ơn nghĩa gì, nghe xa cách quá đi. Hả? Diệp quân hóa đá tại chỗ. Tiểu tháp. Diệp quân nuốt nước bọt, chúng ta. Là vợ chồng hả? Nhất niệm ngẩng phát dậy, hai mắt ẩn ẩn nước nở như nai con gặp nạn. Không phải ư. Diệp quân cuống quýt nắm tay cô ta, muội đừng nghĩ nhiều. Ý ta là chúng ta thành vợ chồng hồi nào ấy. Nhất niệm thầm thì, huynh xoa đầu ta, nắm tay ta. Nếu huynh không xem ta là vợ thì đụng chạm ta làm gì? Diệp quân nghe mà dại cả người. Nhất niệm rút tay ra, xoay người lại, thấp giọng nói, huynh cho ta một câu trả lời xác đáng, có muốn làm vợ chồng với ta hay không? Đừng lừa gạt ta. Giọng cô ta run rẩy.
Diệp Quân đành phải cầu cứu, làm sao bây giờ Tháp ra? Tiểu Tháp đáp, sao ta biết, mà phải công nhận người nở ra từ cái quả kia suy nghĩ bất thường ghê, nói ra cái ai cũng hết hồn. Diệp Quân, hắn chỉ đành lắc đầu cười, Nhất Niệm chắc chắn không hiểu ý nghĩa thật sự của vợ chồng là gì, có lẽ đối với cô ta, đó là từ để hình dung người thân thiết nhất. Nhất Niệm nói vậy là muốn trở thành người thân thiết nhất với hắn. Nghĩ vậy, hắn đi đến dắt tay cô ta, cười nói, nhưng ta đã có vợ rồi. Nhất Niệm gật đầu, ta biết chứ. Diệp Quân, vậy muội vẫn muốn làm vợ ta ư? Nhất Niệm nghỉnh cổ hỏi lại, có liên quan gì sao? Diệp Quân hóa đá. Nhất Niệm lại nói, đàn ông có nhiều vợ cũng giống như cái cây cho ra nhiều quả vậy, bình thường mà. Diệp Quân. Tiểu Tháp la lên, giữ. Nhất Niệm lại hỏi, con gái cũng có thể có nhiều chồng đúng không? Diệp Quân đáp ngay, không. Nhất Niệm ngờ vực nhìn hắn. Diệp Quân dõng dạc, nếu muội đi theo ta thì chỉ được có một chồng thôi. Hắn vừa nói xong thì hối hận xanh ruột. Mà, mình vừa nói cái gì vậy? Nhất Niệm thẹn thùng gật đầu, được, vậy trái cây của ta chỉ cho huynh ăn trọn đời. Diệp Quân. Há há há. Tiểu Tháp cười sặc sụa, cười chết mất. Diệp Quân. Hắn quyết định nói lái sang chuyện khác, muội làm sao mà dung hợp sức mạnh tuế nguyệt của một thế giới thành ra nhỏ như vậy. Như sực nhớ ra điều gì, hắn bổ sung, giải thích ngắn gọn thôi. Nhất Niệm, đơn giản mà, chỉ là lợi dụng nguyên lý đặc biệt của thời không để nén tuế nguyệt trường hà thành kích cỡ của một giới rồi dung nhập vào kiếm, thế là có tuế nguyệt của một giới thôi. Nén. Diệp Quân hỏi, muội làm mẫu ta xem được không? Nhất Niệm gật đầu. Chạm hai ngón tay lại rồi kéo sang bên phải. Tuế Nguyệt Trường Hà như một khe hở xuất hiện trước mắt Diệp Quân. Cô ta nói, chỉ thế thôi. Diệp Quân rơi vào im lặng. Nhất Niệm do dự một hồi, rồi đưa nhẹ tay, như này này. Diệp Quân. Tiểu Tháp lên tiếng, có còn xem mình là thiên tài nữa không? Hắn lắc đầu cười, núi cao còn có núi cao hơn mà. Rồi nói với Nhất Niệm, muội từ từ dạy ta nhé. Cô ta gật đầu, được. Sau đó, Diệp Quân bắt đầu theo học phương pháp nén này với Nhất Niệm. Hắn cảm thấy một khi đã hiểu được nguyên lý rồi thì hóa ra cũng dễ. Đương nhiên hắn có lợi thế là sử dụng thời không bí ẩn do cô váy trắng để lại để hỗ trợ. Nó không chỉ có thể áp chế thời không mà còn áp dụng lên cả sức mạnh tuế nguyệt và thời không tuế nguyệt. Dù vậy, hắn cũng phải bỏ ra không ít sức lực. Ban đầu khi dùng ý kiếm để hấp thu sức mạnh tuế nguyệt của thế giới, hắn nhận ra kiếm ý không thể chứa đựng quá nhiều, nhưng càng đáng ngạc nhiên và vui mừng hơn chính là sức mạnh thời gian tuế nguyệt có thể tôi luyện kiếm ý vô địch. Cảnh giới của hắn đã tăng lên nhiều, nhưng kiếm ý vẫn dậm chân tại chỗ. Trong 10 năm sau đó, Diệp Quân đi vào Tiểu Tháp, lợi dụng sức mạnh thời gian tuế nguyệt để tôi luyện kiếm ý và học tập theo đạo thời gian của Nhất Niệm. Để hắn có thể nhanh chóng thành thạo. Nhất Niệm ngày ngày đều tập trung mài giũa nó. Đến nỗi chính cô ta cũng không nhận ra rằng mình đã mạnh hơn trước rất rất nhiều. Thời không mà thiên mệnh váy trắng để lại có sức mạnh vượt xa văn minh cấp 5. Trong quá trình nghiên cứu, sức mạnh của Nhất Niệm cũng không ngừng tăng lên. Những gì cô ta đạt được từ thời không này còn hơn xa Diệp Quân, chẳng qua vì tâm tư một lòng đều đặt trên người hắn nên mới không để ý. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Quân đứng bên một bờ biển, trong tay không dùng kiếm Thanh Huyên mà là một thanh ý kiếm mang sức mạnh thời gian tuế nguyệt đáng sợ. Trải qua 5 tháng tu luyện cực khổ, kiếm ý của hắn đã mạnh lên rất nhiều. Hắn chợt phung tay, kiếm ý phá không mà đi khiến mặt biển cạn khô trơ trọi trong nháy mắt rồi biến mất. Thời gian tuế nguyệt trôi qua. Nhát kiếm vừa rồi không chém vào thân xác hay linh hồn mà là thọ mệnh. Diệp Quân ngước nhìn lên. Thấy ý kiếm cũng đã biến mất cùng sức mạnh thời gian tuế nguyệt. Hắn bèn im lặng. Tuy kiếm ý vô địch hiện nay đã mạnh đến nỗi vũ trụ kiếp cũng khó phá được, nào ngờ vẫn tiêu tan khi gặp thời gian tuế nguyệt. Kiếm ý vẫn chưa đạt đến trình độ bất tử bất diệt. Hắn chợt nhớ lại một câu ông nội từng nói, ý bảo hắn nên tập trung rèn luyện đạo thời gian. Chỉ là khi ấy ông nội không nói gì nhiều. Bởi vì cảnh giới của hắn lúc đó còn quá thấp. Có rèn cũng không rèn ra được gì. Ông nội nói vậy là chỉ cho hắn một con đường trong tương lai, để bớt đi cảnh mù mờ mò mẫm. Nghĩ vậy,
hắn bèn cười nói, ông nội ta tốt thật đấy Tháp gia. Tiểu Tháp, tốt với ngươi thôi, chứ với cha ngươi. Hầy, nếu không có cô ngươi thì cha ngươi đã bị ông ấy vờn tới chết rồi. Diệp Quân. Tiểu Tháp tiếp tục, cha ngươi ban đầu cũng không thích ra vẻ làm màu đâu, ngặt nỗi đánh không lại nên mới phải chơi chiêu. Bị ép cả. Diệp Quân, nếu cha và ông nội gây gổ thì Tháp gia sẽ giúp ai? Tiểu Tháp, ta giúp. Ai mạnh hơn thì ta giúp. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói, ta thấy cái tên nhà người cũng có máu bướng lắm nhé, chỉ là không rõ bằng cha ngươi thôi. Cha ngươi thật sự đánh không lại ông nội ngươi, bằng không thì ông nội ngươi đã ăn đòn bầm dập rồi. Diệp Quân cười cười, vừa mở miệng thì nhíu mày, rời khỏi Tiểu Tháp. Hắn vừa xuất hiện lại đã cảm nhận được hàng loạt khí tức đáng sợ đang bao trùm hành tinh. Sắc mặt hắn trở nên âm u. Nhất Niệm xuất hiện cạnh bên, nhìn về phương xa, cần ta giúp không? Diệp Quân cười, muội biết giết người không? Nhất Niệm lắc đầu, không, nhưng ta biết phóng hỏa. Diệp Quân lại cười, phóng hỏa vô dụng thôi. Rồi đưa cô ta vào Tiểu Tháp. Tại một vùng tinh không nọ, có một bà lão đang nhìn xuống hành tinh im ắng kia với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Người này không phải ai khác, chính là ác bà. Kể từ ngày rời khỏi Đại Chu, bà ta vẫn luôn giáo giết truy lùng tung tích Diệp Quân, nhưng hắn tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian, chẳng có lấy chút thông tin nào. Cho đến cách đây không lâu, bà ta cuối cùng cũng hay tin hắn sắp đến Đại Chu. Đại Chu, hai chữ này khiến sắc mặt ác bà trở nên dữ tợn. Hoàng chữ Chu Phạm của nơi đó. Rõ ràng là muốn đối đầu với ác đạo Minh bọn họ. Nếu không phải vì bọn họ đang bận bịu đối phó với chân thần ở chân vũ trụ, thì bà ta đã dẫn dắt toàn bộ cường giả của ác đạo thập điện san bằng Đại Chu rồi. Chỉ vì ác đạo Minh những năm gần đây quá kín tiếng. Khiến những thế lực khác coi khinh ra mặt. Đúng lúc này, có một ông lão xuất hiện cách đó không xa. Sắc mặt ác bà lập tức chuyển thành cung kính. Không người thi lễ, Việt Tôn. Ông ta không thèm đếm xỉa đến bà ta, chỉ im lặng nhìn xuống hành tinh bên dưới. Ác bà vội nói, Việt Tôn, kẻ này sao đáng để ngài phải đích thân ra tay. Ngu xuẩn. Việt Tôn nhíu mày mắng. Ác bà im thin thít. Ánh mắt Việt Tôn nhìn hành tinh kia trở nên lạnh lẽo. Trước kia, Đại Chu biếm Chu Phạn làm thứ dân vì không muốn gây thù chuốc oán với ác đạo ta. Nhưng nay tên Diệp Quân kia chỉ vừa đi một chuyến, Chu Phạn đã được khôi phục thân phận hoàng chữ. Điều này có nghĩa gì? Ác bà thấp giọng nói, ta đã phái người đi điều tra chuyện này, tiếc rằng còn chưa kịp đặt chân vào Đại Chu đã bị sát hại. Ánh mắt bà ta lạnh đi, chúng thật sự không đặt ác đạo Minh ta vào mắt, nên giết. Việt Tôn phun ra, vì sao chúng đột ngột thay đổi lập trường, đứng về phía tên nhóc kia, đối đầu với ác đạo Minh chúng ta? Ác bà thoáng ngẩn ra rồi nhíu mày, nghĩ mãi mà không thông. Ác đạo Minh tuy không thể hiện toàn bộ thực lực nhưng Đại Chu làm sao không biết bọn họ đáng sợ đến mức nào, vậy mà vẫn dứt khoát đứng về phe thanh niên kia. Có gì đó không đúng ở đây. Ác bà, tiếp tục phái người điều tra. Việt Tôn lắc đầu, không cần thiết. Ác bà nhìn sang đầy khó hiểu. Việt Tôn liếc nhìn bên dưới, điều tra làm gì? Ông ta chỉ xuống, tên này có chống lưng thì ta giết chống lưng, có thần thì giết thần. Rồi gõ nhẹ ngón tay. Quỳnh! Hành tinh kia bất thình lình vỡ vụn ra thành từng mảnh. Chỉ một ngón tay mà có thể phá hủy cả một tinh cầu. Nhưng đúng lúc này, một tia kiếm quang phóng vút lên cao. Việt Tôn bước tới trước, vung tay lên, quát lớn, quỳ xuống. Trong thoáng chốc. Một bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong tinh không, siết chặt năm ngón rồi nện xuống. Tinh không phai mờ. Rắc. Tia kiếm quang kia bị cú đấm đập vỡ, một bóng người theo đó thối lui trăm nghìn trượng. Là Diệp Quân. Máu tươi trào ra từ khóe miệng khi hắn dừng lại. Mới vừa rồi, ý kiếm của hắn đã bị cú đấm kia nghiền nát. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Việt Tôn với vẻ nghiêm trọng. Người kia là cảnh giới khai đạo. Sức mạnh còn vô cùng kinh khủng, không chỉ xóa sổ kiếm ý mà còn suýt nữa đập vỡ cả thân xác hắn. Cảnh giới khai đạo, khủng khiếp thật. Đi cùng với hoảng hốt là chiến ý dâng trào, kiếm ý vô địch như cảm nhận được mà dâng lên quanh người, để tiếng kiếm minh réo rắt vang lên. Việt Tôn nói, chịu được một đấm của ta mà vẫn sống, quả nhiên là thiên tài. Dưới ác đạo,
ngươi chính là vô địch. Diệp Quân lau vết máu đi, tiếp tục. Uỳnh uỳnh. Hai sức mạnh huyết mạch ùa ra từ trong cơ thể hắn. Khí tức hắn ùn ùn tăng vọt. Hắn đương nhiên không dám xem thường cường giả cảnh giới khai đạo bí ẩn này, vậy nên lựa chọn sử dụng hai sức mạnh huyết mạch. Khí tức của hắn bay vụt lên đến mức đáng sợ, khiến thời không xung quanh không chịu nổi mà tan rã. Diệp Quân cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận. Đây chính là sức mạnh huyết mạch. Việt Tôn bên kia nói, hai loại huyết mạch đặc biệt, thú vị. Rồi ông ta bước tới, giơ tay ấn xuống. Uỳnh. Thời không phía trên Diệp Quân nứt ra khi một bàn tay khổng lồ giáng xuống như cây rìu phẫn nộ. Vũ trụ tinh không sụp đổ từng chút một. Thấy cú đấm lao tới, một tia quyết tuyệt lóe lên trong mắt Diệp Quân. Hắn vung tay, để hàng loạt kiếm quang do kiếm ý hóa thành phóng lên. Duỳnh. Kiếm quang đỏ máu băm vằm quả đấm. Nhưng đồng tử hắn rụt lại khi cảm nhận được điều gì. Trước khi hắn kịp phản ứng, một bóng người đã vọt tới ngay trước mặt, tung ra một quả đấm lớn như bao cát vào hắn. Trong tiểu thuyết nghĩa hiệp thường ít thấy cường giả cao cấp dùng vũ khí mà chỉ dùng nắm đấm, vì sao? Vì đại đạo tối giản. Chứ không phải vì bút lực tác giả có hạn, không viết được nhiều hơn nha. Diệp Quân không hề lùi bước trước quả đấm của Diệp Quân mà trực tiếp vung kiếm ra đón lấy. Uỳnh, ý kiếm vỡ nát, Diệp Quân chỉ thấy đau đớn cả người khi bị đánh bay đi. Việt Tôn đang muốn được nước lấn tới thì bỗng nhíu mày, nào ngờ chưa kịp ra tay đã bị một thanh ý kiếm đâm xuyên cổ họng. Rắc, thân thể ông ta run lên, tuôn ra một dòng khí tức lan tràn tận mấy triệu trượng. Diệp Quân bên kia đã dừng lại, chỉ thấy Việt Tôn chậm rãi xoay người với thanh kiếm còn cách yết hầu nửa tấc. Sắc mặt hắn trầm xuống khi nhận ra Diên Trì Nhất Kiếm không làm gì được đối phương. Việt Tôn nói, ta đây xong tu võ thể. Rồi siết bàn tay lại. Uỳnh, thanh kiếm gác ngang cổ ông ta bị bóp nát. Diệp Quân nhíu mày thật chặt, không ngờ người này còn tu luyện cả thân xác, mà xem ra thân xác cũng ghê gớm vô cùng. Bóp nát ý kiếm của hắn rồi, Việt Tôn bật ra một tiếng cười lạnh. Khi ông ta bước tới trước, vô số thời không bốn phía vỡ tan tành. Đồng tử rụt lại, Diệp Quân không dám giấu nghề, gọi Ngao Thiên Thiên dung hợp. Uỳnh. Một tia sáng vàng bay lên cao khi Diệp Quân dùng thân xác chống chọi với sức mạnh của thời không tan vỡ. Bỗng Việt Tôn biến mất, lao về phía hắn như một tia chớp, mang theo sức mạnh lật tung thời không. Diệp Quân không hề sợ hãi, nâng kiếm chém ra. Rầm. Hai bên đồng thời lui lại, nhưng Việt Tôn chỉ lùi nghìn trượng, Diệp Quân phải lùi cả vạn trượng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tuy đã có Ngao Thiên Thiên dung hợp nhưng cả người vẫn đau đớn như bị thương nặng. Ban nãy nếu không có cô ấy thì hắn đã bị đấm chết tươi rồi. Cảnh giới khai đạo. Quả thật kinh khủng. Ánh mắt hắn nhìn Việt Tôn càng thêm nghiêm trọng. Việt Tôn thì tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ thanh niên mới đến cảnh giới thần đạo này lại có thể đối chiến với mình lâu đến vậy. Đúng là yêu nghiệt. Sát tâm nổi lên, ông ta nheo mắt lại. Khi ông ta biến mất tại chỗ mà không nói một lời, Diệp Quân chỉ cảm thấy như có đại hồng thủy ập đến. Hắn bước tới trước, vung kiếm ra. Ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân lại bị đánh bay. Nhưng khi Việt Tôn chuẩn bị ra tay lần nữa, ông ta bỗng nhíu mày khi nhận ra nghìn năm tuổi thọ của mình vừa trôi đi. Ông ta cả kinh thốt lên, ngươi vừa làm gì? Diệp Quân đưa tay lên lau vết máu, tuét miệng cười, để ta xem ngươi còn bao nhiêu năm để sống nữa. Rồi lại vung kiếm. Nhát chém rất bình thường. Không hề có kiếm ý hay kiếm quang nhưng lại khiến Việt Tôn biến sắc. Ông ta vung mạnh tay lên, thả ra sức mạnh dữ dội đập bể vô số thời không. Nhưng vẫn mất đi thêm nghìn năm tuổi thọ. Hai đường kiếm, đổi lấy 2000 năm. Sắc mặt Việt Tôn đanh lại, kiếm kỹ này. Thấy Diệp Quân lại chuẩn bị ra tay, ông ta ngừng lại, tung cú đấm về trước. Quả đấm mang theo quyền uy hùng hậu ập tới đập vỡ vô số quy luật đạo tắc. Độc khai nhất đạo. Cho dù chỉ là một cú đấm cũng mang theo khả năng hủy thiên diệt địa. Diệp Quân không lùi mà tiến, bước tới vung kiếm. Uỳnh! Kiếm quang mở đi, Diệp Quân lùi lại mấy nghìn trượng, sắc mặt trắng bệch. Thi triển nhất giới tuế nguyệt khiến hắn tiêu hao quá nhiều sức lực, nếu không chỉ cần vung ra trăm nhát kiếm là có thể tiêu diệt Việt Tôn tại chỗ. Ông ta nheo mắt lại, thời gian tuế nguyệt,
Cảnh giới của ngươi sao có thể nắm giữ đạo thời gian tuế nguyệt? Trong giọng nói là hãi hùng và khó tin. Diệp Quân hỏi ngược lại, thế cảnh giới khai đạo không nắm được à? Việt Tôn không nói gì. Diệp Quân, nghe nói cảnh giới khai đạo chính là độc khai nhất đạo, chẳng biết các hạ mở đạo nào. Việt Tôn vừa mở miệng thì cau mày, người đang câu giờ. Không đợi hắn trả lời, ông ta hóa thành tia sáng biến mất. Diệp Quân nắm chặt tay phải, để huyết quang từ sau lưng phóng lên, hóa thành thần tượng huyết mạch đứng sau lưng với một thanh ý kiếm giơ lên cao. Khi Việt Tôn lao tới, thần tượng đã vung kiếm chém xuống. Tinh không bùng nổ. Uỳnh. Lưỡi kiếm đánh bay Việt Tôn đi nghìn trượng, nhưng Diệp Quân và thần tượng cũng lui lại không kém. Sắc mặt ác bà trở nên khó coi khi thấy vậy, không ngờ sức mạnh của tên này lại kinh khủng đến thế. Đã vậy Việt Tôn còn là cường giả cảnh giới khai đạo cao cấp, nhưng Diệp Quân mới đến thần đạo đã có thể rằng co qua một thời gian, lại còn nhiều lần đánh bay ông ta. Đúng là yêu nghiệt. Sát tâm ác bà dâng lên như thủy triều. Việt Tôn nhìn xuống tay phải mình, thấy đã có một vết máu sâu hóm. Sau một hồi lâu, ông ta mới ngẩng đầu nói, yêu nghiệt. Ông ta nắm tay phải lại, thả ra khí tức đáng sợ. Đương lúc muốn ra tay, ông ta lại ngẩng đầu lên như cảm nhận được gì đó, rồi lại nhìn Diệp Quân cùng lên đi. Vừa dứt lời, ba luồng khí tức khác và ác bà đồng loạt lao tới. Năm cường giả cảnh giới khai đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.